chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn tên kia xuất thân hào môn, từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, tâm cao khí ngạo, chấp sự khác chị không biết, nhưng nhân phẩm của hắn chị vẫn có thể cam đoan. Quan nhã cười nói, hơn nữa tên kia luôn tự xưng là lấy đức phục người, trên thực tế thích ném tiền, là chó nhà giàu, một món đạo cụ loại quy tắc, không đến mức dao động sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng tầm mắt của hắn rất cao, người bình thường không để vào mắt, thích nhân tài tinh anh. Trương Nguyên thanh ừng một tiếng, chưa đáp ứng cũng chưa từ chối, bỏ qua đề tài này. Quan nhã hừ hừ hai tiếng, cậu hôm nay làm náo động, về sau sứ tích truyền ra, bên trong ngũ hành minh, khẳng định sẽ có người trong sáng ngoài tối đào cậu. Phải cẩn thận mỹ nhân kế, trước kia từng có ví dụ sắc dụ, hai nữ đội trưởng kia đã rất hứng thú đối với cậu. Trương Nguyên thanh lời lẽ chính nghĩa, tôi trung thành và tận tâm đối với đội hai, sẽ tuyệt đối không chúng mỹ nhân kế. Trừ phi nhịn không được, trong lòng hắn bổ sung một câu, nhưng cậu là tròm sao bò cạp, quan nhã bĩu môi, a. À. Cái đó và tròm sao bò cạp có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, có từng nghe một câu ngạn ngữ tròm sao hay không? Nam song ngư chó cũng không thích, nam bỏ cạp chó cũng chơi. Trong xe MPV màu đen, Lý Đông Trạch tự mình lái xe, hắn mắt nhìn phía trước, nụ cười đầy mặt nói. Ai ra ai ra, không cẩn thận đã mang việc của mọi người làm xong rồi, đội viên này của tôi, không ra làm sao cả, xin lỗi nha các vị, chưa để mấy người kiếm được công lao. Người đắc ý cái gì? bốn vị đội trưởng mặt đen xì, chờ tiền thưởng xuống, tôi mời mọi người ăn cơm. Lý Đông Trạch cười nói, mọi người không cần hâm mộ, đều là trùng hợp, tiểu tử này dưới sự trùng hợp vượt qua đường hầm xà linh, dưới sự trùng hợp đánh chết u hướng vinh, không có gì to tắt cả. Bộ giang anh nói chuyện rất gợi đòn, đại cơ báo ồm ồm nói, phải tao nhã, đừng luôn nóng nảy như vậy, tôi báo cáo với phó bách phu trưởng một lần trước, hắn ở trong ánh mắt muốn đánh người của các đội trưởng móc ra di động, gọi cho số phó bách phu trưởng. Trong sự kiện U hướng Vinh, bởi vì bọn họ sai lầm, Phó Bách Phu trưởng gánh vác phiêu lưu không nhỏ. Nay U hướng Vinh đã bị đánh chết, làm cấp dưới, hắn phải kịp thời báo cáo lên. Nguyên thủy thằng nhóc này, làm hắn nở mày nở mặt quá. Tiếng chuông vang hồi lâu, đầu kia mới nhận cuộc gọi, tròn vành rõ chữ, nhưng giọng điệu lạnh lùng. Tôi đang xem tư liệu của U hướng Vinh, phỏng đoán quỹ thích hành vi của hắn, cho anh 10 giây thời gian. Ở trong linh cảnh hành giả chính phủ, các tiểu đội là chủ lực xử lý vụ án sự kiện, chấp sự ở phía sau màn chủ tính chung, chỉ có khi gặp vụ án sự kiện khó giải quyết mới sẽ tự thân ra trận. Bách phu trưởng rất áp lực nha, Lý Đông Trạch đằng hắng cổ họng, dùng thanh âm trầm thấp nghiêm túc báo cáo. Phó Bách phu trưởng, chúng tôi đã đánh gục U hướng Vinh. Câu trả lời này hiển nhiên ra ngoài dự kiến, điện thoại không có thanh âm, sau vài giây lặng lẽ, truyền đến giọng nói không lạnh nhạt nữa của Phó Thanh Dương. Tìm được hắn ở đâu? Lý Đông Trạch nói. Ở đại học Tùng Hải đánh ngục, hắn đang ý đồ ép hỏi tung tích từ doanh doanh chén thánh cùng danh sách, nhưng từ doanh doanh không biết tình huống, cô ấy chỉ là nữ sinh viên bình thường. Ngài phán đoán không sai, u hướng vinh quả thật đã tinh thần không bình thường nữa. Phó Thanh Dương ca ngợi, không tệ, Lý Đông Trạch, anh lần này rất sâu sắc, các người đã thành công bóp chết một sự kiện đổ máu quy mô lớn, tôi sẽ thay các người hướng trưởng lão đoàn thỉnh công. Có ai thương vong hay không? Không có, Lý Đông Trạch tạm dừng một chút, Phó Bách Phu trưởng, người không phải chúng tôi giết. Không phải các người giết, trong giọng nói của Phó Thanh Dương xen lẫn nghi hoặc, hắn tựa như nghĩ tới cái gì, giật mình nói, thiếu chút nữa đã quên, trong đại học Tùng Hải có một vị trưởng lão Thủy Thần Cung, là vị nào ra tay. Xem ra tôi phải tìm thời gian đến gặp, cảm tạ một phen. Có một vị trưởng lão ở đại học Tùng Hải, vẻ mặt lý đông trạch ngạc nhiên, sau đó ý thức được Phó Bách Phu trưởng hiểu lầm, giải thích. Đánh gục u hướng vinh là nguyên thủy thiên tôn, vị thần giả du kia tôi mới chiêu mộ, chương 82, sự kiện lớn 2, thần dạ du cấp 1 giết mê hoặc trị yêu cấp 3. Bách phu trưởng trong điện thoại trầm mặc lần nữa, mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương nói, biết rồi, bảo cậu ta viết một phần báo cáo giao lên. Dừng một chút, trong giọng nói của hắn mang theo ý cười, làm không tệ. Kết thúc trò chuyện, Lý Đông trạch mặt mày vui vẻ xoay vô lăng, không tự giác đạp thêm chân ga. Bạch Long mở ra điện thoại di động, mang mấy đội trưởng bên cạnh kéo chết chùm, xem Lý Đông trạch đắc ý kia, dầu cũng sắp vỉnh đến chân mày rồi. Thanh đằng đội bọn họ lập công lớn, tôi nếu có một cấp dưới như vậy, tôi cũng đắc ý. Ở trong điều lệ chế độ của tổ chức chính phủ, vì làm sâu sắc cảm giác vinh dự tập thể của đội viên, một người lập công toàn đội ngợi khen, đội viên khác cũng sẽ có tiền thưởng cùng tích điểm. Đối với vị thần giả du này Lý Đông Trạch chiêu mộ, nếu trước đó chỉ là đơn thuần hâm mộ, vậy bây giờ, mấy vị đội trưởng đã ghen tị muốn không để ý võ đức nữa. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, phòng đặt xác lý đông trạch đóng lại cửa phòng đặt xác chắn các đội trưởng ở bên ngoài hắn nhìn trương nguyên thanh bên người ánh mắt sâu thẳm nói thần dạ du cắn nuốt linh thể có thể tăng lên điểm kinh nghiệm tác dụng phụ là lâu dài tinh thần sẽ bị ô nhiễm nếu cậu đã từng thử lấy phương thức này tăng lên thực lực vậy hẳn là rõ ý tứ của tôi trương nguyên thanh gật đầu vậy cậu có thử lợi dụng món đạo cụ kia tịnh hóa tạp niệm không lý đông trạch nhắc nhở đây là biện pháp của hắn thấy trương nguyên thanh nhíu mày trầm ngâm Lý Đông Trạch nhất thời cười lên, xem ra món đạo cụ đó trả giá không nhỏ. Đúng vậy, dùng nhiều dễ dàng thiếu máu, khí huyết thiệt thòi. Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới một chi tiết, hắn từng ở trong miệng sơn thần nương nương phát hiện một viên kết tinh linh thể. Bây giờ xem ra, viên kết tinh đó rất có thể là hồn phách linh cảnh hành giả chết ở sơn thần miếu ngưng tụ thành. Cho nên trong tin tức giới thiệu mới sẽ nói, đây là thuốc bổ tốt nhất của thần dạ du. Tạp chất của linh thể kết tinh nghĩ hẳn chính là ô nhiễm tinh thần, nhưng bị nương nương tịnh hóa rồi, lấy cái này phỏng đoán, chảy phục ma tất nhiên cũng có thể tịnh hóa ô nhiễm tinh thần. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, lấy ra chảy phục ma đúc bằng đồng thau, điều khắc hoa văn cùng chú văn tinh xảo đẹp đẽ. Hắn nói đơn giản một lần công hiệu cùng trả giá của đạo cụ, nói, nếu đợi lát nữa tôi phát cuồng, anh dùng nó đâm tôi một cái, ừm, um, đâm đùi. Được, Lý Đông Trạch tiếp nhận đạo cụ, Trương Nguyên Thanh đi đến cạnh xác u hướng vinh, bàn tay để ở ngực đối phương, hít sâu một hơi, đáy mắt trào ra năng lượng sền sệt xề tối đen, đánh thức linh thể còn sót lại trong thi thể. Mi tâm căng lên đau đớn một trận, ý thức chợt bành trướng, có thứ gì không thuộc về mình cường thế ùa vào đầu óc. Trong mông mông lung lung, Trương Nguyên Thanh thấy mình, thấy bãi đỗ xe trong lòng đất, thấy giày khiêu vũ màu đỏ quỷ dị. Đây là chiến đấu vừa rồi xảy ra trong bãi đỗ xe. Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ đợi chiến đấu kết thúc, cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, lần này là một gian phòng u ám, đứng trước mắt u hướng vinh là một nam tử đeo mặt nạ, tay cầm một cái chén thủy tinh chế tác tinh xảo đẹp đẽ chất lỏng trong chén màu đỏ tươi như máu làm một tên mê hoặc chi yêu ác của ngươi rất thuần túy ngươi có được tiềm lực không tệ uống vào rượu trong chén thánh ngươi liền là nô bộc của ta cách mỗi nửa tháng ngươi phải một lần nữa uống rượu trong chén thánh nếu không thần tiên khó cứu nhớ kỹ tên của ta phán quan mắt quỷ trong phòng cho thuê giá rẻ người đàn ông đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai đứng ở trong phòng khách lạnh lùng nói phán quan mắt quỷ đã chết Tâm phúc hắc vô thường của hắn mang theo chén thánh xa ngã cùng danh sách lẩn trốn, ẩn thân ở thành phố Tùng Hải. Nếu ngươi không muốn độc phát thân vong, thì thay chúng ta tìm ra hắn đi, linh năng hội sẽ không bạc đãi ngươi. Hình ảnh ở đây biến hóa, hắn thấy bầu trời màu lam, thấy một đám học sinh mặc đồng phục, đối diện mình quyền đấm cước đá. Hình ảnh biến hóa quá mức đột ngột, Trương Nguyên Thanh có chút mờ mịt, vài giây sau, hắn mới ý thức được, hắn đang thừa nhận một cuộc bắt nạt vườn trường. Đây là u ký ức trước kia của hướng vinh không ngờ được loại kẻ ác giết người không chớp mắt này thời đi học còn có loại từng trải này không mang tiền u hướng vinh mày có phải để lời của lão tử vào tai này ra tai kia hay không bố mẹ không cho tiền mày không biết đi trộm sao phế vật đánh cho tao đánh đến chết không đánh không nhớ lâu được đến đốt một điếu thuốc làm bỏng mặt nó tránh hết ra tao muốn đi tiểu lên người nó đừng đánh tôi đừng đánh tôi Trương Nguyên Thanh cảm nhận được trong lòng u hướng vinh sợ hãi mãnh liệt, sợ hãi cuộn mình lại. Bọn họ đều chỉ là trẻ con mười mấy tuổi, lại ác thuần túy như vậy. chương 83, sự kiện lớn 3, trong văn phòng cũ nát, thầy giáo đeo mắt kính ánh mắt nghiêm khắc phê bình. Vì sao bị bắt nạt vĩnh viễn là trò, mà không phải ai khác? Có từng nghĩ vấn đề của mình hay không? Phải ở chung tốt với các bạn học, đừng việc gì cũng mách giáo viên, giáo viên cũng rất bận rộn. Trương Nguyên Thanh từ trong cảm xúc của U Hướng Vinh cảm giác được sự phẫn nộ mãnh liệt. Đồ vô dụng, lại bị bắt nạt, bị đánh thì đánh lại chứ, khóc với bố mày cái gì, sao tao có thể sinh ra phế vật như mày. Một người đàn ông trung niên chửi ầm lên, nước miếng bay tứ tung. Một lần này, Trương Nguyên Thanh từ trong cảm xúc của U Hướng Vinh, cảm nhận được tuyệt vọng. Rất nhiều hình ảnh hỗn độn, tan vỡ nhanh chóng hiện lên, từng lần bắt nạt, từng lần ấu đả. Đến cuối cùng, tâm tính của hắn càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng thô bạo. Đúng lúc này, một luồng hào quang màu vàng dữ dội thuần khiết phá vỡ mà vào thức hải, xua tan thô bạo cùng đau đớn, mang đến ấm áp. Trương Nguyên Thanh bỗng mở mắt, thấy ánh đèn lét sáng ngời cùng bức tường trắng nón, cũng thấy Lý Đông Trạch mặt mũi bầm dập, đồ tây hỗn độn. Đội trưởng, anh không sao chứ? Trương Nguyên Thanh chấn động, hắn sau đó sờ sờ mặt, phát hiện mặt mình đầy nước mắt. Không sao, Lý Đông Trạch vì tay ném chảy phục ma nhuốm máu xuống đất, sửa sang lại quần áo oán giận nói tôi nên để quan nhã đến võ thuật chiến đấu cô ấy mạnh hơn tôi một điểm này không tao nhã chút nào chờ hắn sửa sang lại quần áo sốt ruột không chịu nổi hỏi thế nào rồi lại phát hiện manh mối gì sao trạng thái của cậu thoạt nhìn rất kém tôi chỉ là có chút khổ sở điểm kinh nghiệm của hắn lại tăng nhưng lần này trương nguyên thanh chưa bởi vậy mà vui sướng lý đông trạch lộ ra nét giật mình nói là vì ký ức của u hướng vinh vâng ký ức của linh thể là không trọn vẹn, tan vỡ, sẽ chỉ nhớ kỹ một ít từng trải khó có thể nguôi ngoai. Nhiều năm như vậy, u hướng vinh canh cánh trong lòng đối với tình hình thời còn đi học, ảnh hưởng hắn cả đời. Tuy đối phương là tội phạm chết tiệt, nhưng Trương Nguyên Thanh vẫn cảm giác rất khó chịu. Lý Đông Trạch thở dài nói, tuy không biết cậu ở trong trí nhớ đã nhìn thấy gì, nhưng tôi có thể hiểu được. Thần dạ du thái nhất môn, ghét nhất cắn nuốt linh thể nghề nghiệp tả ác, nguyên nhân là ở đây. Nguyên Thủy, cậu có biết vì sao sẽ có nghề nghiệp tà ác cái khái niệm này không? Hắn chưa vội vã hỏi manh mối vụ án, mà nương cơ hội này mở đường cho hắn, dạy hắn, nói. Ở trong trận doanh đối kháng, chúng tôi từng giết chết nghề nghiệp tà ác nhiều đếm không xuể, sau khi tổng kết số liệu thần giả du thái nhất môn hỏi Linh, chúng tôi quan trắc được một hiện tượng, mỗi một kẻ nghề nghiệp tà ác đều là ác đồ, tội phạm trong hiện thực. Đổi mà nói, Linh cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác là Linh cảnh ở trong quần thể đặc biệt chọn lựa ra. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cho nên, bọn họ cũng không phải thành nghề nghiệp tà ác mà biến thành người xấu, bọn họ vốn đã là người xấu. Nhưng bọn họ xấu, cũng không phải tất cả đều là trời sinh, mà là nhân loại tự mình một tay tạo ra. Lý Đông Trạch thở dài một tiếng, linh cảnh sẽ không chủ động bồi dưỡng tà ác, bất cứ một nghề nghiệp tà ác nào sinh ra, đều là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại. Hiện tượng này rất tan tóc mất mát, cũng không đủ năng lượng chính, nhưng đây là thế giới chân thật. Cậu biết là được rồi, đừng tuyên truyền khắp nơi. Trương Nguyên Thanh im lặng gật đầu, mặt khác, lại nói cho cậu một điểm, cậu đã giết chết U Hướng Vinh, hẳn là thu hoạch thanh danh rồi nhỉ. Lý Đông Trạch nói, linh cảnh hành giả săn giết lẫn nhau, là không khấu trừ giá trị đạo đức, nhưng nếu cậu có được thanh danh, sẽ khiến linh cảnh hành giả cùng trận doanh kiêng kỵ, nếu cậu có được 10 điểm thanh danh, linh cảnh hành giả cùng trận doanh giết cậu, sẽ khấu trừ 20 điểm giá trị đạo đức. A, à, hợp pháp và hiền lương là có khác nhau, nói xong những thứ này, Lý Đông Trạch vỗ vỗ bả vai hắn, được rồi, nói chính sự đi, đừng lãng phí thời gian. Trong nghề nghiệp hợp pháp có thiện lương, cũng có hỗn loạn và trung lập. Vậy trong nghề nghiệp tả ác, sẽ có sửa lại sai lầm trước đây hay không? Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Đội trưởng, tôi tựa như ở trong trí nhớ của U Hướng Vinh thấy được một việc lớn. Việc lớn, Lý Đông Trạch cười cười, hắn một tên mê hoặc trị yêu cấp 3, việc lớn nữa có thể lớn đến đâu chứ? tôi làm việc nhiều năm như vậy, việc lớn nào chưa từng gặp, nói đi. Hắn cũng không phải tự đại, chỉ là ở trong mắt Lý Đông Trạch, nguyên thủy kinh nghiệm nông cạn, định nghĩa đối với việc lớn chuẩn xác. Là như vậy, Trương Nguyên Thanh êm tai nói ra ký ức đọc được. Vài phút sau, Lý Đông Trạch chạy như điên lao ra khỏi phòng đặt xác, hướng về các đội trưởng bên ngoài rít gào. Xảy ra việc lớn rồi. chương 84, chén thánh xa ngã một lầu hai biệt thự, phòng họp loại nhỏ, mặt trời lặn về phía tây, tà dương màu đỏ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu ở mặt sàn phòng họp, thảm lông dê màu trắng nhuộm lên màu đỏ lấp lánh. Lý Đông Trạch, Thanh Đăng, Bạch Long, Đường Quốc Cường, đại cơ bá mấy vị nhân vật cấp đội trưởng ngồi thẳng lưng ở bên cạnh bàn hội nghị, nhân vật cấp đội trưởng linh cảnh hành giả khu Khang Dương, có thể tới, hầu như đều đã tới. Trừ các đội trưởng của ngũ hành minh, viên đình mới từ kinh thành trở về cũng tham dự hội nghị lần này. Thân là thám báo, Lý Đông Trạch sâu sắc phát hiện viên đình trạng thái tinh thần không tốt, nhíu mày nói cậu là bị thương sao viên đình sắc mặt tái nhật suy yếu nằm tựa ở ghế dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy mở mắt ra vẻ mặt trầm ổn nói không có chỉ là lần này tới thủ đô tôn trưởng lão cực kỳ coi trọng đối với tôi cho rằng tôi tương lai là trụ cột vững vàng của thái nhất môn nhất định muốn đích thân huấn luyện tôi huấn luyện quá độ cho nên trạng thái không tốt mọi người dâng lên sự kính trọng phó thanh dương nhìn hắn một cái không phát biểu đánh giá nghiêm mặt nói nói chính sự nguyên thủy ở trong trí nhớ của u hướng vinh nhìn thấy cái gì khiến anh vội vã chạy tới mấy vị đội trưởng lập tức hướng lý đông trạch ném tới ánh mắt chăm chú gã này ra khỏi phòng đặt xác không cho phân trần liền triệu tập mọi người tới chỗ bách phu trưởng nói có sự kiện trọng đại hỏi hắn chuyện gì cũng không nói làm người ta thấp thỏm nóng vội lý đông trạch ho khan một tiếng nhìn quét mọi người bên cạnh bàn thần dạ du của chúng tôi từ trong trí nhớ của u hướng vinh tìm hiểu được chén thánh rốt cuộc là cái gì, nó là một món đạo cụ của phán quan mắt quỷ, tên đầy đủ chén thánh sa ngã. Phán quan mắt quỷ chén thánh sa ngã, các đội trưởng hai bên bàn hội nghị, nhịn không được nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng cùng mờ mịt đều có. Phán quan mắt quỷ là phó hội trưởng phân hội khu đông linh năng hội. Linh năng hội, tổ chức tà ác tiếng thối rõ ràng trong linh cảnh hành giả, do một đám vô cổ sư cường đại mà điên cuồng tạo thành, mà phán quan mắt quỷ vị phó hội trưởng phân hội khu đông này, ở trong bảng treo thưởng của ngũ hành minh xếp thứ 8, là loại rời non lấp biển đó. Không ngờ vụ án u hướng vinh, vậy mà lại liên lụy đến loại nhân vật tầng cấp này. Về phần mờ mịt, là bởi bọn họ chưa từng nghe nói chén thánh xa ngã đạo cụ này. U hướng vinh đang tìm đạo cụ của phán quan mắt quỷ. Đại cơ bá nhíu mày, có chuyện nói thẳng, tàu óc thẳng nhãi đó quả nhiên đã không bình thường. Vẻn vẹn mê hoặc chi yêu cảnh giới siêu phàm, dám mơ ước đạo cụ của linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Mọi người bỏ qua lời của đại cơ bá, đều nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương trầm mặc vài giây, giọng nói ngưng trọng hiếm thấy, kế tiếp, tôi sẽ công khai một tình báo đối với các người, nhưng lấy cấp bậc của các người còn chưa có tư cách hiểu biết tin tức tầng cấp này, cho nên ra khỏi cánh cửa này, đều sống để bụng chết mang theo cho tôi. Nghe vậy, mọi người nhịn không được thẳng lưng lên, bày vẻ mặt nghiêm túc. Chén thánh sa ngã là đạo cụ loại quy tắc nghề nghiệp vô cổ sư, tầng cấp cực cao, tác dụng của nó là khống chế linh cảnh hành giả. Phán quan mắt quỷ lợi dụng đạo cụ này nô dịch rất nhiều linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác. Trong kẻ sa ngã chúng ta hàng năm xử lý có một bộ phận thật lớn chính là phán quan mắt quỷ chế tạo ra. căn cứ tình báo biểu hiện, một khi bị chén thánh sa ngã ô nhiễm, cả một đời đều sẽ bị phán quan mắt quỷ nô dịch, chỉ có chết mới có thể thoát khỏi, không có bất cứ biện pháp nào. Mặt khác, kẻ bị ô nhiễm cách mỗi một đoạn thời gian phải tiếp nhận một lần chén thánh rửa tội, nếu không sẽ tâm trí phát cuồng mà chết. Lý Đông chạy ừm một tiếng tiếp nhận đề tài, u hướng vinh chính là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Nếu như vậy, sự tình đã nói thông, các đội trưởng như sáng tỏ thông suốt. Bạch Long đầu tiên là gật đầu, chợt nhíu mày, cái đó và hắn giết chết Triệu Anh Quân có quan hệ gì? Hơn nữa, cái này cũng không tính là sự kiện lớn nhỉ. Triệu Anh Quân cũng là nô bộc của phán quan mắt quỷ, hắn ẩn núp ở Ngũ Hành Minh, ở mặt ngoài là cố vấn văn phòng cảnh sát, âm thầm vụng trộm giúp phán quan mắt quỷ xem xét người mới, vẽ đường cho hưu chạy. Lý Đông Trạch tạm dừng một phen, lấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nói. Không lâu trước đó, phán quan mắt quỷ đột nhiên ngã xuống, tâm phúc hắc vô thường của hắn mang theo chén thánh, còn có danh sách thân phận tin tức thu nạp kẻ xa ngã giấu đi. Bây giờ, không chỉ là u hướng vinh kẻ xa ngã như vậy, cổ vương một vị phó hội trưởng khác phân hội khu đông linh năng hội, cùng thế lực dưới chướng hắn, đều đang tìm hắc vô thường. Trường 85, chén thánh xa ngã 2, hắc vô thường sau khi đạt được danh sách, nhất định sẽ liên lạc những kẻ xa ngã này, tiếp thu di sản của phán quan mắt quỷ, mà thân phận nằm vùng của Triệu Anh Quân rất quan trọng, vô cùng có khả năng đã lấy được liên hệ với Hắc Vô Thường, bởi vậy U Hướng Vinh muốn thông qua Triệu Anh Quân nơi này, tra ra tung tích của Hắc Vô Thường. Lần này đầu óc mọi người trống rỗng, phán quan mắt quỷ là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, nhân vật lớn như vậy, thế mà đã chết. Tin tức này tính chấn động quá lớn, ngay cả Phó Thanh Dương tỉnh táo nhất, vẻ mặt dại ra một phen. Trong sự im lặng làm người ta hít thở không thông, Phó Thanh Dương gõ gõ bàn, nhíu mày nói. Trong danh sách của phán quan mắt quỷ, có lượng lớn kẻ sa ngã, Hắc Vô Thường mang theo danh sách cùng chén thánh trốn đi, hắn không có khả năng tiếp thu toàn bộ nô bộc, dùng u hướng vinh cuồng đồ tinh thần thất thường như vậy cũng không phải ví dụ đặc biệt. Lý Đông trạch cười khổ một tiếng, cho nên nói, là sự kiện lớn. Các đội trưởng tâm tình nặng nề, Phó Thanh Dương nói, Hắc Vô Thường tránh ở Tùng Hải, kế tiếp Tùng Hải sẽ không bình tĩnh, tôi sẽ mau chóng mang tin tức báo lên cho hội trưởng lão, để bọn họ thông báo cho đồng nghiệp các nơi, phòng bị kẻ xa ngã mất khống chế. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ ngày nghỉ của mọi người, 24 giờ không cho phép tắt máy, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Các đội trưởng tâm tình nặng nề gật đầu, Phó Thanh Dương trầm mặt, nói, sự kiện lần này, tôi muốn phê bình tất cả mọi người, chậm trễ, lơi lỏng, thiếu sự cảnh giác. Tiếp theo, sắc mặt hắn chuyển sang nhu hòa, nói. Trong sự kiện u hướng vinh, nguyên thủy thiên tôn lập công lớn từ đánh buộc u hướng vinh đến hỏi linh cha ra phán quan mắt quỷ ngã xuống tất cả đều là cậu ta đang làm việc một đám người có kinh nghiệm phong phú không bằng một người mới thân là cấp trên của các người tôi cảm thấy rất mất mặt đám người lý đông trạch lộ vẻ mặt xấu hổ a à, cái gì giết chết u hướng vinh vị mê hoặc trị yêu này là thần dạ du mới kia viên đình ngẩn ra hắn nhìn trái nhìn phải nhịn không được nâng tay phó bách phu trưởng anh là nói vị thần giả du cấp một kia của đội trưởng Lý đã đánh chết U Hướng Vinh. Lý Đông Trạch lặng yên ưỡn ngực, cầm nâng lên, đại cơ bá cảm khái nói, thằng nhóc đó thiên phú chiến đấu cực mạnh, thành tựu tương lai không thể hạn lược, không chừng có thể lên tới cảnh giới thánh giả, trở thành nhân vật cấp chấp sự. Mấy vị đội trưởng khẽ gật đầu, đồng ý cách nói của hắn. Đội trưởng Thanh Đằng giải thích, cậu ta phát hiện trước hết tung tích U Hướng Vinh, cùng quyết đoán tấn công, ở lúc chúng tôi chạy qua, đã kết thúc chiến đấu. Tuy U Hướng Vinh đã bị thương, hơn nữa thần trí quá nửa thác loạn, muốn giết hắn vẫn như cũ rất không dễ dàng. Đây, đây là thiên tài thế nào? Viên đình ngây người vài giây, sau đó đau lòng khó có thể hít thở. Tôn trưởng lão hồ đồ nha, phó thanh dương không để đề tài tiếp tục, thản nhiên nói. Tan họp đi, mấy người bọn Lý Đông Trạch đều đứng dậy rời chỗ ngồi. Viên đình lại chưa đi, chờ các đội trưởng rời khỏi phòng họp, hắn áp chế tiếc hận cùng ảo não cuồn cuộn, mở miệng nói. Phó Bách Phu trưởng, có chuyện cần ngài hỗ trợ phó thanh dương nhìn hắn viên đình giải thích nói lần này môn chủ triệu tập chúng tôi vào thủ đô tuyên bố một tin tức cơ mật ma quân đã chết phó thanh dương ngây người tiếp theo khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc kia răng kín sự chấn động cho dù là phán quan mắt quỷ chết cũng chưa thể khiến hắn xuất hiện cảm xúc dao động kịch liệt như thế ma quân một ai đi làm toàn bộ linh cảnh hành giả chính phủ nghe tin đã sợ mất mật hắn là một thần giả du sa ngã tính tình hung dữ tàn bạo khát máu thành thánh mà bởi vì tinh thông ám sát ẩn nấp linh cảnh hành giả chết ở hắn trong tay nhiều đếm không xuể ma quân thời kỳ cuồng vọng nhất các trưởng lão của tổ chức chính phủ cũng phải nơm nấp lo sợ hạ thấp làm người không dám ở trong hiện thực bại lộ bản thân mà tổ chức tà ác cũng ghét cay ghét đáng người này bởi vì ma quân giết người không kiêng kỵ chính đạo tà đạo đều ăn thẳng đến đầu năm trước hắn ở trong đối kháng linh cảnh đẳng cấp cao gặp được nữ nguyên soái của bạch hổ binh chúng bị cô gái kinh tài tuyệt diếm kia làm bị thương nặng, lúc này mới mai danh ẩn tích. Sau đó, Phó Thanh Dương khôi phục lạnh lùng, môn chủ cho chúng ta một nhiệm vụ, tìm kiếm truyền nhân ma quân, từ hai tháng trước bắt đầu, đến cuối năm nay, toàn bộ người mới trở thành thần giả dạ du, đều là đối tượng chúng ta sàng lọc kiểm tra. Viên Đình nói, Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, cho dù có người may mắn đạt được thẻ nhân vật ma quân, cũng không có bất cứ quan hệ gì với ma quân. Môn chủ của các người vì sao phải tìm được hắn, đừng nói với tôi là tiếc tài. chương 86, chén thánh xa ngã 3, linh cảnh hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ quét sạch toàn bộ số liệu của nhân vật đó, sau đó xem xét chủ nhân mới cho thẻ nhân vật. Linh cảnh hành giả cấp bậc cao ngã xuống, thẻ nhân vật khi cách thức hóa, sẽ để lại một vài thứ, có lẽ là phúc lợi nào đó, có lẽ là quyền hạn nào đó. Loại thẻ nhân vật này trời sinh mạnh hơn thẻ nhân vật bình thường. Nhưng ở trong mắt Phó Thanh Dương, chút đặc thù này còn không đến mức khiến thái nhất môn chủ làm lớn chuyện như thế, phải biết rằng cho dù là bản thân ma quân, cấp bậc cũng phải thấp hơn vị thần giả dạ du mạnh nhất đương thời kia. Viên đình lắc đầu, tôi nào biết, nghe lệnh làm việc mà thôi. Tùng Hải năm nay người mới tấn thăng thành thần dạ du, chỉ có bốn người, một người chết ở linh cảnh, hai người gia nhập thái nhất môn, đưa đến doanh tập huấn rồi. Một vị cuối cùng chính là người nọ dưới chướng Lý Đông Trạch, tôi muốn tiến hành một lần dò hỏi đối với cậu ta. Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm viên đình, con người màu nâu đậm sắc bén mà thâm thúy. Viên đình kiên trì nhìn thẳng hắn, có thể, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, anh đều phải nói trước cho tôi biết, không cho phép lén mang đi thủ đô. Trước bàn là việc, Trương Nguyên Thanh mở ra máy tính, trầm ngâm hồi lâu, hô. Hồ. Chị Quan Nhã, báo cáo nên viết như thế nào? Quan Nhã cúi đầu cầy phim, đáp lấy lệ, không phải gửi mẫu cho cậu rồi sao, dựa vào mà viết. Không phải vấn đề cách thức, là nội dung Trương Nguyên Thanh mặt mày sầu khổ. Hắn bây giờ cần viết một phần báo cáo đánh chết U Hướng Vinh, làm hắn khó khăn là, nếu giấu đi giày khiêu vũ màu đỏ tồn tại, hắn rất khó tự bào chữa miêu tả quá trình đánh chết U Hướng Vinh. Dù sao cái này không phải một hai câu có thể lấy lệ cho qua. Ai ra, cậu phiền chết mất, quan nhã nhẹ nhàng xoay ghế làm việc, xoay người lại, gắt cậu muốn viết như thế nào. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, tôi muốn hợp lý nổi bật bản thân dựa vào khí chất vương bá kinh sợ U Hướng Vinh, lại bằng vào thân thủ siêu tuyệt cùng đầu óc cơ trí, đại chiến với mê hoặc chi yêu 300 hiệp, rốt cuộc chém giết ma đầu thiếu chút nữa ở Tùng Hải nhấc lên gió tanh mưa máu này. Ngựa tỷ con lai lườm nguyết, so với hợp lý nổi bật lên những thứ không tồn tại này, vì sao không hợp lý giảm bớt chỉ số thông minh của U Hướng Vinh? Cậu ở trong bãi đỗ xe biểu hiện rất nhanh trí, vì sao bây giờ lại ngu vậy? A à đúng, tinh thần U Hướng Vinh đã không bình thường, hơn nữa bị thương nặng, về phần đến trình độ nào, người ngoài cũng không biết tình huống mình có thể tùy ý miêu tả dù sao hắn cũng không có khả năng bật nắp quan tài giải thích cho bản thân mắt trương nguyên thanh sáng lên hiểu rồi cảm ơn chị quan nhã hắn lúc này bắt đầu gõ phím miêu tả u hướng vinh điên cuồng cùng không lý trí đồng thời đối với xử lý dao khát máu ra sao đã có quyết định công năng của trải phục ma càng thiên hướng tịnh hóa chấn ma hơn mà không phải cận chiến dao khát máu không thể nghi ngờ bù lại sở đoàn phương diện này tự mang hiệu quả đổ máu phá giáp có thể nói tuyệt phối cùng thuộc tính thích khách của thần dạ du. Duy nhất cần cân nhắc chính là thiếu máu, chờ điểm kinh nghiệm của mình tăng lên, năng lực tăng lên, sinh mệnh lực cùng năng lực tự lành mạnh mẽ của thần dạ du, hẳn là có thể cùng lúc chống đỡ hai đạo cụ. Chày diệt yêu ma, đao chém cuồng đồ, nghĩ thôi vẫn là rất không tệ. Trương Nguyên Thanh viết xong báo cáo, sau khi gửi đến hòm thư của Lý Đông Trạch, hỏi. Phần thưởng vượt đường hầm xà linh, cùng với phấn thưởng lần này của tôi, khi nào thì có thể xuống. Công huân của cậu cần hội trưởng lão phê duyệt, tài chính điều động cũng như thế, đại khái sẽ cùng nhau phát với tiền lương tháng sau. Quan nhã cười mỉm nói, sao, vội vã mời chị ăn cơm. Ừm, chị muốn ăn cá muối, hải sâm, vịt nướng, chân giò hôn khói nhập khẩu, tảng thịt bò đặc biệt. Không, quá đắt rồi, tôi chỉ có thể mời chị ăn bánh rán trái cây, thêm một cây lạp sườn hai quả trứng. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, hắn xem thời gian, đã là hai rưỡi chiều, liền tính về nhà đội trưởng cùng đội trưởng khác đi đâu rồi trước khi rời khỏi trương nguyên thanh hỏi sau khi biết được của u hướng vinh lý đông trạch rất không tao nhã dẫn theo các đội trưởng vội vàng rời đi chưa để lại bất cứ dặn dò gì họp quan nhã đang cầm điện thoại di động tựa vào ghế dựa lưng ưỡn ra đường sự nghiệp đáng kiêu ngạo cười nói linh cảnh hành giả khu khang dương hội nghị cỡ lớn hội nghị trung tầng bình thường đều tổ chức ở chỗ phó bách phu trưởng chờ cậu vào làm vượt qua nửa năm tư cách từng trải nhiều rồi, liền có thể đi nơi đó chơi một chút. Cái này có gì đáng chơi, tôi ghét nhất họp, Trương Nguyên Thanh không có hứng thú. Quan nhã nháy mắt, lộ ra nụ cười lão ti cơ, nơi đó có rất nhiều em gái tai thỏ xinh đẹp. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt hướng tới, thật muốn sớm một chút tham dự đến trong hội nghị của tổ chức, góp một viên gạch xây dựng tổ chức. Trương 87, vị khách ngoài dự liệu 1. Rời khỏi phòng họp, viên đình thở ra một hơi, chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi vị thiếu gia này của phó gia, mặc kệ là cấp bậc bản thân hay là gia thế hiển hách, đều làm người ta theo không kịp. khi đối mặt hắn, thường thường sẽ có áp lực đối mặt kẻ bề trên, mà không phải coi hắn là một gã con ông cháu cha. ánh mắt viên đình đảo qua hai em gái tai thỏ từ bên người đi qua, tuổi đôi mươi, ngược tấn công mông phòng thủ, khuôn mặt xinh xắn. trong biệt thự có bảy tám em gái tai thỏ, mỗi một người đều là người đẹp. tuy bên người mỹ nữ thành đàn, nhưng viên đình biết vị công tử ca xuất thân hào môn này không gần nữ sắc so sánh với lúc ban đầu em gái tai thỏ trong biệt thự đã đổi hai nhóm các cô gái được thông báo tuyển dụng vào tự cho là có cơ hội bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng kiềm chế không được trái tim xôn xao ý đồ câu dẫn thiếu chủ phó ra toàn bộ đều bị cho nghỉ cô gái bây giờ ở lại trong biệt thự đều rất thành thật ngoan ngoãn làm việc sẽ không có ý nghĩ không thực tế nữa em gái tai thỏ trong biệt thự giống như là một loại phối trí thể hiện thân phận hoặc là sở thích cá nhân của phó thanh dương rời khỏi biệt thự Chui vào xe riêng của mình, Viên Đình nhớ lại nội dung hội nghị hôm nay, hắn trước mang các tình báo quan trọng như phán quan mắt quỷ ngã xuống báo lại cho Thái nhất môn. Làm xong việc chính, hắn gửi tin nhắn cho bạn tốt Giản Ký. Tùng Hải xảy ra việc lớn, phán quan mắt quỷ chết, tâm phúc của hắn Hắc Vô Thường mang theo chén thánh cùng danh sách ẩn nấp. Giản Ký tôi chấn động nói không ra lời, phán quan mắt quỷ ù ù, ù cả cạc, cạc chết như vậy. Cái này thật giống như ngủ một giấc tỉnh lại, quốc gia nào đó đã xóa tên hai người cảm khái với nhau một phen, tiếp theo đau đầu kẻ xa ngã trong danh sách nếu là tập thể thời không nên như thế nào vân vân. Giản ký còn có cái gì? Có nha, thần giả dạ du vượt qua đường hầm xà linh kia, vừa mới làm thịt mê hoặc chị yêu cấp ba kia. Cái này không thể nói, truyền ra, tôn trưởng lão sẽ làm thịt tôi. Vẻ mặt viên đình vặn vẹo một phen, nhập vào tin tức. Còn có một tin tức, cậu nghe một chút là được, đừng truyền ra, tôn trưởng lão hồ đồ nha, thần giả dạ du kia lão không cần, tung hải, trong phòng ngủ âm u nào đó. Đèn chưa bật, duy nhất nguồn sáng là ba ngọn nến trên bàn, chúng nó đặt thành hình tam giác, ở giữa là một cái hộp sơn đỏ, mặt hộp là một cái phủ điêu bộ dáng sâu bọ cổ quái. Bóng người đeo mặt nạ màu bạc ngồi ở bên cạnh bàn, dùng một con dao nhỏ cắt qua mặt ngón tay, máu tươi đỏ sẫm thấm ra. Hắn đưa đầu ngón tay nhuốm máu đến trong miệng phủ điêu sâu bọ, sâu bọ sống lại, tham lam hút máu, màu sơn của hộp gỗ càng thêm đỏ tươi. ồ ô, ô, tiếng gió chợt nổi lên, ngọn nến nhuộm lên màu máu ngọn lửa màu đỏ tươi bốc lên cao cao ở bên trên cái hộp gỗ hình thành một vòng xoáy màu máu chuyện gì trong vòng xoáy lửa màu đỏ truyền đến thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm thuộc hạ đã dựa theo ngài phân phó thả mồi ra ngoài ngũ hành minh sẽ không để ý tất cả tìm kiếm hắc vô thường chỉ là thuộc hạ không dám cam đoan hắc vô thường sẽ một mực ẩn nấp ở tùng hải thanh âm uy nghiêm chậm rãi nói ta bói toán được hắc vô thường ngay tại tùng hải hắn ẩn nấp ở Tùng Hải tất có mục đích, nguyên nhân cụ thể còn đợi nghiệm chứng. Ngài còn cần thuộc hạ làm cái gì? Em thầm phối hợp ngũ hành minh tìm kiếm hắc vô thường, có tin tức lập tức cho ta biết, trong khoảng thời gian này, ta đều sẽ ở trong linh cảnh, có khả năng không cách nào kịp thời hưởng ứng. Ngài có nhiệm vụ, không, ta đang tìm nơi phán quan mắt quỷ ngã xuống, vừa khéo là, ta ngẫu nhiên gặp vị kia của Thái Nhất Môn, ai, cái chết của phán quan mắt quỷ, quả nhiên có tin tức sâu hơn nữa. Thanh âm dần dần thấp xuống, ngọn lửa màu máu tạo thành vòng xoáy tắt đi cốc cốc tiếng đập cửa vang hai lần tiếng bà ngoại truyền vào phòng ngủ nguyên tử ăn tối trong giọng nói của bà mang theo vài phần nhẹ nhàng tựa như tâm tình không tệ trương nguyên thanh mở mắt trong phòng ngủ tràn ngập bóng tối bước rèm che khuất ánh đèn bên ngoài thật thoải mái ban ngày tiêu hao cuối cùng bù lại đáng tiếc tùng hải khó thấy ánh trăng bằng không phơi ánh trăng một chút liền hoàn mỹ trương nguyên thanh ngáp sỏ dép lê bông vặn ra tay nắm phòng ngủ đi vào phòng khách. Một mùi thịt nồng đậm bay vào xoang mũi, trên bàn cơm bầy đầy thức ăn, thịt chua ngọt, thịt nướng, vịt nướng, canh gà đen, măng tây, măng mùa xuân đợi một chút. Bà ngoại quấn tạp dề, bôn tẩu ở giữa phòng khách cùng nhà bếp. Anh họ ở nhà bếp hỗ trợ, ông ngoại tóc hoa dâm ngồi sofa phòng khách, tư thế ngồi thẳng tắp, hết sức chuyên chú xem TV. chương 88, vị khách ngoài dự liệu 2. Một đôi vợ chồng trung niên ngồi bên bàn cơm, chính là cậu mợ của Trương Nguyên Thanh mợ ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nón, tuy đã trung tuổi nhưng bảo dưỡng rất không tệ. Cô mặc váy dài màu trắng bó eo, tóc xóa ra như cuộn sóng, khuôn mặt có khí chất tiểu thư. Người đàn ông bên người mợ ngũ quan rất tương tự với Trần Nguyên Quân, mặc đồ tây màu tím, quần ống bó màu tím, áo sơ mi màu hoa hồng, trông bảnh giống thiếu gia, không lão ra quán ăn đêm. Cậu của Trương Nguyên Thanh là người không đáng tin, lúc trẻ tuổi vào nhóm nhạc, nói muốn theo đuổi giấc mộng hướng tới thơ cùng phương xa một lý tưởng sống, vì thế đeo hành lý mặc quần ống loe, cùng vài người bạn cùng chung chí hướng rời nhà trốn đi, làm ca sĩ lang thang. Vài năm sau, giấc mộng chưa tìm được, chịu đòn đau từ xã hội mình đầy thương tích trở lại, cũng không ra ngoài làm việc, mỗi ngày vác máy ghi âm lang thang, đi đến chỗ nào nhảy đến chỗ đó, cả ngày không phải hát karaoke, chính là lêu lỏng với đám bạn xấu. Đương nhiên, người trẻ tuổi ở thành phố niên đại đó đều là như thế, là lăn lộn lêu lỏng. Bởi vì bề ngoài đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, cho nên cưới được mợ ra cảnh tốt, sau khi kết hôn quả thật hồi tâm vài năm, nhưng sau khi mợ sinh ra anh họ, hắn rất nhanh đã lộ nguyên hình. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, dù sao không làm việc, chỉ chơi. Nguyên tử, có nhớ cậu hay không? Cậu nhìn thấy y bát truyền nhân của mình, cực kỳ vui vẻ. Cậu thích hát nhảy rap, ca khúc thích nhất là ô ô check out, bánh rán trái cây cho một suất, cùng sẽ phối với vũ đạo tự nghĩ ra. Trong nhà trừ trương Nguyên Thanh, không có ai nguyện ý ca hát nhảy múa với hắn cho nên cậu rất coi trọng trương nguyên thanh coi hắn là y bát truyền nhân mợ trương nguyên thanh chào hỏi sau đó lấy lệ đáp lại cậu một lần cậu mang theo món quà về cho cháu cậu nói a à, cậu của cháu ngài rốt cuộc đã trở lại vì sao không nói trước cho cháu biết nếu cậu nói trước cho cháu biết cháu nhất định đi sân bay đón ngài thượng đế sẽ làm chứng cho cháu thái độ trương nguyên thanh chuyển biến hẳn biểu đạt cảm xúc mãnh liệt của mình hai cậu cháu cười lớn bắt tay húp vai cậu khoác vai y bát truyền nhân vào ngồi. Nguyên tử à, cậu gần đây du lịch nước ngoài, cố ý đi học từ người da đen kỹ xảo rác, chúng ta nên ở lúc hát, thêm vào bắn lưới cùng dung môi, như vậy sẽ tỏ ra có khí thế hơn. Bắn lưới mình biết, dung môi là cái quỷ gì? Trương Nguyên thanh trợn mắt cứng lưỡi, lợi hại, không hổ là cậu của cháu, thiên phú kinh người, cậu à cháu gần đây thiếu tiền tiêu vặt. Chú ơi nhỏ, mợ cháu có tiền, để sau cậu bảo mợ cho cháu. Không bao lâu, Biểu ca cùng bà ngoại bưng lên mấy đĩa đồ ăn cuối cùng, gọi mọi người ăn cơm. Gì trẻ sao chưa về thế?" Trương Nguyên Thanh hỏi, nói bệnh viện có chút việc, về muộn một chút. Bà ngoại đáp lại một câu, cậu nhíu mày, cười hề hề nói, "Bệnh viện có việc? Có phải hẹn hò với bạn trai hay không?" Bà ngoại cười khẩy một tiếng, "Vậy em thật sự cảm ơn trời đất rồi. Xem nó bộ dạng đó, không đến 30 tuổi là sẽ không lấy chồng, bây giờ người trẻ tuổi làm sao vậy, đứa nào cũng không muốn kết hôn." Bà ngoại rất bất mãn đối với thói đời này, cậu liền nói, nói tới, Nguyên Quân cũng còn độc thân đó, Nguyên Quân à, hôm khác dẫn bạn trai về để bố xem xét. Anh họ nghiêm túc ổn trọng ngẩn ra, cái gì? Cậu nhún nhún vai, còn cũng 30 rồi, còn chưa có bạn gái, vậy bố chỉ có thể chờ mong bạn trai. Vừa mới dứt lời, bà ngoại sắn tay áo muốn đâm cậu. "Mẹ, mẹ, con nói dẫn mà." Cậu vội vàng ngăn lại, ngày sao mà một chút tế bảo hài hước cũng không có, bây giờ cũng lưu hành cặp đôi nam người trẻ tuổi rất thích cái này. Mở cúi đầu ăn cơm, không nói lời nào. Cô cùng mẹ chồng quan hệ không tốt, trên đời vốn hiếm có mẹ chồng con dâu quan hệ hòa thuận. Bà ngoại tính tình nóng nảy, mở tính cách cường thế, một người chê con dâu không biết làm việc nhà, một người chê mẹ chồng xen vào việc của người khác. Ở lúc Trương Nguyên Thanh còn nhỏ, mở cùng bà ngoại thường xuyên cãi nhau, gặp hai người cãi nhau, dì trẻ liền cắn hạt dưa ở bên cạnh xem kịch. Trương Nguyên Thanh thì ở bên cạnh khuyên can, vừa nói mọi người đừng cãi nhau nữa, vừa từ trong tay dì trẻ tiếp nhận hạt dưa, anh họ bình thường là vừa làm bài tập vừa cắn hạt dưa của dì trẻ. bây giờ mợ đã qua thời điểm trẻ tuổi hăng máu, lười gây chuyện với mẹ chồng nữa, nhưng quan hệ luôn không nóng không lạnh. lúc này anh họ nhìn qua nói, nghe nói trường học của em hôm nay đã xảy ra chuyện. a à, em không biết, em rất sớm đã về ngủ. trương nguyên thanh giả câm vờ điếc, bà ngoại vội hỏi là chuyện gì. Trần Nguyên Quân giải thích đơn giản một lần, bà ngoại nghe nói có phần tử phạm tội lẻn vào trường học, đối với thói đời này càng thêm bất mãn. chương 89, Anh Linh, 1, đang nói, cửa trống trộm truyền đến tiếng vang thít, tiếp theo tay nắm cửa bị vặn ra. Trương Nguyên Thanh ngồi ở ghế cuối, tới gần cửa trống trộm nghiêng đầu nhìn, là gì trẻ đã trở lại. Dì trẻ hôm nay mặc là áo lông đan lỗ chéo vai, lộ ra vai đầy đặn trắng nón, bên trong mặc một cái áo hai dây màu đen, quần là quần bò màu trắng nhạt xuân hè ngắn, chân đi một đôi giày trắng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh dừng lại ở vị trí bắp chân của cô, con người nhất thời co lại. Trên bắp chân Giang Ngọc Nhị, treo một đứa con nít bụ bấm. Đứa trẻ con cao đại khái 50cm, thân thể không đủ chân thật, tóc máu trên đầu thưa thớt, má múc nít, từng đoạn tay chân ngắn béo như củ sen, tỏ ra cực kỳ đáng yêu. Nó để mình giống như gấu koala treo trên cẳng chân Giang Ngọc Nhị, nghiêng cái đầu nhỏ, nhắm mắt, không nhúc nhích, giống như đang ngủ. Dì trẻ nói là thật, Bệnh viện của họ thật sự có ma quỷ quấy phá, hơn nữa còn thật sự là anh Linh. Trương Nguyên Thanh nhìn con anh Linh nho nhỏ này, miệng từng chút một há ra. Cái này hoàn toàn đảo điên nhận thức của hắn. Mày nhìn gì, gì trẻ thấy cháu ngoại không có ý tốt nhìn chằm chằm mình, vội vàng chừng mắt nhìn hắn một cái. Cô kéo ghế dựa ra, hướng ghế dựa lưng ngả vào, làm nũng nói, mẹ, con mệt muốn chết, sới cơm giúp con. Bản thân không có tay chân à, bà ngoại ngoài miệng nói như vậy, vẫn theo lời đứng dậy vào nhà bếp. Ồ, bại hoại gia tộc, anh về rồi. Dì trẻ vừa dùng tay lấy vịt nướng, vừa ân cần thăm hỏi đại ca. Độc thân vài năm nữa, em cũng thành bại hoại gia tộc, đến lúc đó anh em chúng ta xong kiếm hợp bích, cùng nhau đối kháng hắc tâm vu bà. Cậu trông hèn hèn nói, lúc này, bà ngoại bưng bát cơm đi ra, dì trẻ lập tức biểu hiện ra bộ dáng thuận theo, ôm lấy cánh tay bà ngoại, đầu gối lên bả vai mẹ, anh mới là bại hoại gia tộc, em là đồng nữ dưới chướng mẹ chúng ta, chuyên môn trấn áp anh loại cặn bã này dì trẻ chính là dựa vào chiêu này lấy lòng ông ngoại bà ngoại độc hưởng hai vị lão nhân ân sủng vậy anh cùng nguyên quân lập đội cũng được nguyên quân cũng sắp thành bại hoại gia tộc rồi đúng không vợ cậu nói mợ lườm hắn một cái ồ dì trẻ ăn mấy miếng vịt nướng hồ nghi nói mẹ mẹ có phải quên bỏ muối hay không vịt này ăn không có vị đây là mua từ bên ngoài bà ngoại hầm hừ nói dì trẻ khẽ nhíu lại đôi lông mày thanh tú hít một hơi kêu lên sao con không ngửi thấy mùi đồ ăn không thơm chút nào cả bà ngoại nghe vậy quan tâm hỏi có phải bị cảm rồi hay không lúc này trương nguyên thanh thấy anh linh treo ở trên bắp chân gì trẻ cái mũi nhỏ bẹp giật một cái tiếp theo nó mở đôi mắt như cúc áo đen sau khi thấy hoàn cảnh lạ lẫm khuôn mặt nhỏ răng kín dại ra tựa như không rõ mình vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này thấy một màn như vậy trong lòng trương nguyên thanh càng thêm chăm chú đây không phải linh thể bình thường linh thể bình thường không có ý thức không thể cân nhắc chỉ biết tuân theo bản năng làm việc. Anh Linh không mờ mịt bao lâu, nó tuần hoàn theo bản năng nào đó, vừa co lại cái mũi nhỏ, vừa theo thân thể dì trẻ, bò đến bả vai của cô. Sau đó, nó thấy mỹ vị món ngon đầy bàn, ánh mắt Trương Nguyên Thanh truy đuổi anh Linh, thấy tốc độ bò của nó lập tức nhanh hơn, dọc theo cánh tay dì trẻ, run rẩy bò đến mặt bàn. Nó ghé vào trên bàn cơm, vươn bàn tay nhỏ bé ngắn múp míp ý đồ cầm lên một miếng vịt nướng, nhưng cái gì cũng chưa nhấc lên được. Sau nhiều lần thử, nó tựa như rốt cuộc ý thức được mình không thể chạm đến mỹ vị ấm ức ngao ngao khóc lớn lên bên tai trương nguyên thanh lập tức vang lên tiếng khóc hư ảo to rõ ẩm ý đứa nhỏ chết tiệt này ồn chết mất trương nguyên thanh điều động lực thái âm ngưng tụ ở lòng bàn tay đưa tay cầm một miếng vịt nướng trên thực tế nắm anh linh ở trong tay mọi người ăn trước cháu vào nhà vệ sinh một chuyến hắn túm sau gáy anh linh như xách chó con vào nhà vệ sinh phía sau truyền đến tiếng của dì trẻ ồ cái mũi đột nhiên thông rồi, vịt nướng cũng trở nên thơm rồi. Trước bồn rửa tay, Trương Nguyên Thanh một tay nâng đứa nhỏ chết tiệt, nhìn nó thẻ đầu lưỡi hồng, từng chút một liếm lực thái âm lòng bàn tay mình. Lực thái âm của thần dạ du, đối với linh thể mà nói là thuốc đại bổ. Nó sẽ theo gì trẻ về nhà, hẳn là gì trẻ dính khí thức của mình, cái này đối với linh thể mà nói, có sức hấp dẫn chí mạng. Nhưng khiến Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra là, trẻ con tinh thần lực mỏng yếu, sau khi chết non, linh thể sẽ nhanh chóng tiêu tán, lâu là một hai ngày, ngắn thì mấy giờ. Mà lời đồn ma quỷ quậy phá ở bệnh viện gì trẻ, tựa như có một đoạn thời gian. Cái này không hợp lý. chương 90, Anh Linh, 2. Không hiểu thì tra tư liệu. Một tay khác của Trương Nguyên Thanh móc ra điện thoại di động, đăng nhập diễn đàn chính thức của ngũ hành minh. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua ở hai bài đăng được ghim, không để ở trong lòng, tổ chức chính phủ kế tiếp phải đề phòng sự kiện kẻ xa ngã mất khống chế, bởi vậy sự kiện phán quan mắt quỷ khẳng định sẽ công khai. Trái lại tin tức hắn phá được đường hầm xà linh, đã truyền ra ở diễn đàn chính thức của ngũ hành minh, nguyên thủy thiên tôn ID xa lạ này, lần đầu tiên được các linh cảnh hành giả chính phủ biết. Trương Nguyên Thanh ở trong công năng tìm kiếm của diễn đàn nhập vào bốn chữ linh thể đặc thù. Rất nhanh, liền tìm được một bài đăng phổ cập tri thức linh thể. Linh thể là sinh linh trí tuệ sau khi chết lưu lại tinh thần lực ngưng tụ thành, bởi vì mất đi tuyệt đại bộ phận ý thức, cho nên linh thể biểu hiện trạng thái dại ra, dựa vào bản năng, hoặc là nói chấp niệm làm việc. Bất cứ sinh linh nào một khi chết đi, linh thể sẽ không ngừng tiêu tán, người thường nhiều nhất duy trì 7 ngày, linh thể của linh cảnh hành giả thời gian nán lại nhân gian sẽ dài hơn một chút, xem tinh thần lực cường đại quyết định. Việc nào cũng có ngoại lệ, theo ta biết, thân giả du cùng ảo thuật sư đẳng cấp cao, cho dù thân thể hủy diệt, linh thể cũng có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù trường tồn trên thế gian. Xem đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh nhịn không được rời ánh mắt về phía anh Linh, thầm nhủ tiểu gia hỏa này hiển nhiên không có năng lực trường tồn hậu thế, không có khả năng là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Hắn tiếp tục đọc nội dung bài đăng, trên đây là linh thể dưới tình huống bình thường, kế tiếp nói một chút linh thể không bình thường, cái gọi là linh thể không bình thường. Nội dung đột một đứt, Trương Nguyên Thanh kéo đến cuối nhìn, phát hiện phần sau bài đăng bị khóa, cần đọc trả phí. Đây là trả phí vì tri thức trong truyền thuyết, khóe miệng hắn giật giật dùng điện thoại di động hướng tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn của mình nạp 200 tệ. Đáng nhắc tới, trong mấy ngày nay, nhân viên văn chức đã xử lý cho hắn sim thẻ ngân hàng thuộc về nguyên thủy thiên tôn cắt đứt với trương nguyên thanh thân phận này cái gọi là linh thể không bình thường chính là linh thể thông qua con người tế luyện nổi tiếng nhất chính là thuật ngữ quỷ của thần giả du đương nhiên nghề nghiệp khác cũng có thủ đoạn tương ứng nơi này không nói nhiều linh thể trải qua tế luyện có tỷ lệ sinh ra năng lực đặc thù có thể coi là đạo cụ sủng vật quý giá ở trong thuật ngữ của thần giả du loại linh thể này được coi là linh phó nhưng phải chú ý Linh thể cũng chia ra tư chất, không phải toàn bộ linh thể đều có thể luyện chế ra linh phó. Linh thể có tư chất linh phó, trong vạn con mới tìm được một, kế tiếp nói một chút phương pháp tế luyện. Cuối cùng phải nhắc nhở một lần, tế luyện linh thể nghề nghiệp tà ác là được cho phép, nhưng nô dịch linh thể người thường là trái với kỷ luật. Người phát thiếp, viên đình, 200 đồng tiêu rất đáng giá. Xem xong nội dung bài đăng, Trương Nguyên Thanh từ đáy lòng cảm khái một câu. Bài đăng này lộ ra cho hắn rất nhiều tin tức một thần giả du sau khi cấp bậc đề cao có thể nuôi quỷ luyện thi khi gặp linh cảnh hành giả chiến đấu đấu phép có thể chuyển đổi ở giữa trường phái thích khách đáng khinh cùng trường phái triệu hồi đáng khinh hai đứa nhỏ đã chết này là linh phó cực kỳ quý giá nhặt được bảo vật rồi đã sinh ra năng lực đặc thù vậy nó chính là một linh phó hàng thật giá thật mà không chỉ là linh thể đặc thù mà thôi ba bệnh viện gì trẻ đi làm có vấn đề vừa rồi gì trẻ đột nhiên mất đi vị giác cùng khứu giác hẳn chính là nó làm hỏng cho nên năng lực của nó là trộm đi khứu giác cùng vị giác của người khác. Ừm, để sau lại nghiệm chứng một phen, nếu có thể bồi dưỡng thằng nhóc này lên, nói không chừng có thể đổi một món đạo cụ. Trương Nguyên Thanh vui sướng, đồng thời trong lòng khó tránh khỏi sinh ra sầu lo. Trong bệnh viện của dì trẻ hẳn là ẩn nấp một linh cảnh hành giả, bây giờ nó theo dì trẻ về nhà, kẻ tế luyện sau lưng sẽ tuyệt đối không bỏ mặc một linh phó quý giá mất đi. Sau này sẽ có phiền toái, thậm chí sẽ nguy hiểm cho dì trẻ. Mặc kệ đối phương là linh cảnh hành giả chính phủ hay hoang dại, dùng linh thể người thường luyện chế linh phó, đều là trái với quy định. Chuyện này không có khả năng êm đẹp rồi. Ngày mai nói chuyện này cho đội trưởng, cần lợi dụng hợp lý tài nguyên bên người. chương 91, gặp mặt trò chuyện 1. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức thoải mái hơn rất nhiều, đánh giá anh Linh bám vào lòng bàn tay, cánh tay. Phát hiện hắn đánh giá, đứa nhỏ mở to đôi mắt to như cúc áo đen, vẻ mặt lấy lòng phát ra âm thanh A3, A3 thấy trương nguyên thanh không để ý tới mình, nó tiếp tục liếm lực lượng thái âm. chỉ số thông minh cao hơn trẻ con bình thường, nhưng còn chưa thể trao đổi bình thường. hắn nắm sau gáy anh linh, lật nó lại đến để tao nhìn xem mày là thằng nhóc hay là con nhóc quỷ. về sau mày sẽ tên là tiểu đậu bỉ. trương nguyên thanh xách anh linh đi ra khỏi nhà vệ sinh. tiệc tối gia đình đã tiếp cận kết thúc. hắn quay về chỗ ngồi của mình, vừa lặng lẽ treo anh linh ở cổ cậu, vừa như không có việc gì ăn cơm vừa lúc dùng bại hoại gia tộc để kiểm tra thử một lần năng lực của anh Linh. Cậu cắn cây gắn chỉ nha khoa, cẩn thận xỉa răng, không hề biết gì đối với một đứa tiểu quỷ cưỡi trên cổ mình. Cậu à, nếu không cậu làm bát canh đi, Trương Nguyên Thanh thấy kha khá rồi, múc canh cho cậu. Hắn muốn biết cậu sẽ giống với gì trẻ, đánh mất vị giác cùng khứu giác hay không. Cậu vuốt ve cái bụng tròn vo, lắc đầu nói, không, không uống, trừ phi mày có bánh rán trái cây. Nói xong, hắn bày ra động tác rap tự nghĩ ra, ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh cho rằng sẽ nghe thấy ca từ quen thuộc, cậu đột nhiên ngậm chặt ngón tay cái, a ba a ba a ba. Cùng lúc đó, anh Linh cưới ở cổ cậu, phát ra thanh âm chỉ có Trương Nguyên Thanh có thể nghe được, ô ô, check it out, bánh rán trái cây cho một suất. Phốc, Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị, rất ăn ý phun ra canh gà trong miệng. Ông ngoại, bà ngoại, mở cùng anh họ, vẻ mặt bị ai hắn bất hạnh hận hắn không phấn đấu năng lực của tiểu đậu bỉ là trộm đi công năng nào đó của mục tiêu. Lần trước là khứu giác cùng vị giác của dì trẻ, lần này là năng lực nói chuyện của cậu. Trương Nguyên Thanh làm bộ ho khan cảm thấy bất ngờ, có thể trộm đi năng lực nào đó của người thường, cũng có thể trộm đi năng lực nào đó của linh cảnh hành giả hay không. Nếu là như vậy, giá trị của tiểu linh phó này liền phi thường lớn. Lúc này, cậu phản ứng lại, nhớ lại biểu hiện của mình vừa rồi, lão ra quán ăn đêm đỏ mặt, vừa mờ mịt vừa xấu hổ. Ha ha, cậu thì ra cũng biết xấu hổ. Trương Nguyên Thanh vui sướng khi người gặp họa lẩm bẩm ở trong lòng, thấy anh Linh cưỡi ở trên cổ ông cậu già tựa như tiêu hao rất lớn, buồn ngủ. Cái, cái này, đùa với mọi người đó, tôi chính là đột nhiên nhớ tới bộ dáng nguyên tử lúc còn nhỏ, nhịn không được bắt trước. Cậu không hổ là lão lưu manh mấy chục năm hỏa hậu, da mặt dày như tường thành, nhanh chóng đổ tiếng xấu cho cháu trai. Trương Nguyên Thanh bất ngờ không kịp phòng bị, người một đống tuổi rồi, có mất mặt không? Bà ngoại phẫn nộ khiển trách, mẹ, con vẫn là đứa nhỏ. Cậu cười hì hì nói, con vĩnh viễn là đứa nhỏ của ngài. Cút cút chút, bà ngoại vẻ mặt chán ghét, chấm dứt bữa tối, cả nhà cậu trở về nhà đối diện, Trương Nguyên Thanh sớm đi buồng vệ sinh tắm rửa, sau khi dặn dò gì trẻ buổi tối đừng quấy dày mình, liền vào phòng ngủ. Ngày mai cần dậy sớm đi đơn vị gặp Lý Đông Trạch, báo cáo chuyện anh Linh, bởi vậy cần ngủ sớm. Nhưng ở trước đó, hắn muốn thử thu phục đứa nhỏ này. Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng ở trên giường, tiểu đậu bị cuộn mình ngủ ở trong lòng hắn, ôm một ngón tay cái của hắn mút, lực thái âm kéo dài như sợi dây, tiến vào trong cơ thể anh Linh, tẩm bổ nó. Căn cứ miêu tả trong bài đăng, chỉ cần thành công tế luyện ra Linh Phó, sau đó chỉ cần bảo trì lực thái âm nuôi nấng, thì có thể khiến Linh Phó trường tồn trên đời. Trương Nguyên Thanh tương đương nhặt bảo bối có sẵn, đứa nhỏ này bây giờ bộ dáng còn không quá thông minh, không biết về sau chỉ số thông minh có thể đề cao không. Trương Nguyên Thanh lắng động cảm xúc, điều động lực thái âm, đáy mắt trào ra hào quang màu đen nồng đậm dinh dính, từng chút một thay thế con ngươi cùng tròng trắng mắt, chiếm cứ hốc mắt. Phù, Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm xương mù màu đen nhạt, bao bọc anh Linh, lại há mồm hút một cái, nuốt nó vào trong bụng. Nhất thời, Trương Nguyên Thanh cảm giác được trong cơ thể của mình có thêm một đạo ý thức, ý thức mỏng manh, không sinh động. Tiếp theo, hắn dựa theo phương pháp trong bài đăng, thúc dục lực thái âm, từng lần một gọ rửa luồng ý thức này, đánh lên dấu ấn của mình, để nó tiếp nhận lực lượng của mình, trở thành linh phó của mình. Quá trình này duy trì mười mấy giây, đột nhiên, tinh thần lực của hắn lắng động lại vào trong một mảng không gian bóng tối hư vô. Rất ấm áp, rất thoải mái, tựa như ngủ say ở trong lòng mẹ. chương 92, gặp mặt trò chuyện 2, tinh thần lực của hắn lắng động lại vào trong thân thể anh Linh, dung hợp ngắn ngủi với nó. Trong bài đang nói đều là thật, chủ nhân có thể khống chế ý thức cùng năng lực của linh phó, tạm thời chi phối thân thể của chúng nó. Trương Nguyên Thanh sau khi bước đầu thích ứng thân thể này, một loại thiên phú hoàn toàn mới tự nhiên mà vậy hiện lên trong đầu. Tựa như trời sinh đã có, loại thiên phú này tên trao đổi, dùng một thứ gì đó của bản thân, trao đổi một thứ gì đó của mục tiêu. Ví dụ như dùng vị giác của mình trao đổi vị giác của đối phương, dùng ngôn ngữ của mình trao đổi ngôn ngữ của đối phương, thời gian trao đổi là 3 giây. Cho nên gì trẻ mất đi vị giác, cho nên trong miệng cậu phun ra tiếng trẻ con lầm bẩm nhưng loại trao đổi này cũng không phải nhất định cần đồng giá cũng có thể dùng một ít năng lực rác rưởi của bản thân đổi lấy năng lực quý giá của người khác chỉ là anh linh quá mức nhỏ chỉ số thông minh có hạn không làm ra được loại thao tác tinh tế này nó chỉ có thể trao đổi đồng giá hơn nữa là phát động kỹ năng ngẫu nhiên điều kiện phóng thích kỹ năng là đụng vào đối phương nếu đổi thành trương nguyên thanh đến thao tác thì có thể thực hiện thao tác tinh vi rác rưởi đổi thần kỹ mặt khác anh linh trước mắt có thể làm được trao đổi giới hạn năng lực trên thân thể không thể trao đổi kỹ năng, ít nhất nó giai đoạn này không làm được. Cuối cùng, thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh còn có thể mang thương tổn, khống chế các trạng thái tiêu cực mình chịu, chuyển rời đến trên thân linh phó, để linh phó gánh vác thương tổn. Ta rốt cuộc biết thần giả dạ du vì sao là một trong những nghề nghiệp đỉnh phong rồi, quả thật mạnh thái quá. Trương Nguyên Thanh yên lặng cảm khái, hắn để ý thức trở về thân thể, y y, anh linh hoạt động cái chân nhỏ nhắn, bò đến bên người hắn cái đầu tóc máu thưa thất rụi rụi vào tay trương nguyên thanh muốn mút ngón tay cái của hắn thứ này có thể ăn không nơi này mới là chỗ người thu lấy thức ăn trương nguyên thanh chỉ chỉ ngực mình anh linh nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hắn một lát tựa như rốt cuộc hiểu ra ý tứ của hắn nghe lời bò về phía ngực hắn cút miệng đi trương nguyên thanh nuốt nó vào trong bụng thu vào trong cơ thể sáng sớm hôm sau trương nguyên thanh rời giường vào nhà vệ sinh rửa giấy vừa cầm lấy bàn chải đánh răng hắn nghĩ một chút há mồm phun ra một luồng âm khí thân thể nho nhỏ của anh linh xuất hiện ở trên bồn rửa tay có lực thái âm tẩm bổ nó thoạt nhìn tinh thần không tệ đôi mắt đen lúng liếng hồn nhiên vô tả nhìn trương nguyên thanh dạy ngươi một chút thường thức nhỏ sinh hoạt đây là bàn trải đánh răng ta chủ nhân ngươi bây giờ muốn đánh răng đến đọc theo ta bàn trải đánh răng đánh răng dùng bàn trải đánh răng đánh răng nếu vật nhỏ không phải linh thể vô ý thức như vậy tương lai trung quy sẽ trưởng thành trong quá trình trưởng thành, liền cần hắn chủ nhân này đắp nặn cho nó giá trị quan chính xác. Phải làm một con quỷ chính trực, tuân thủ kỷ cương pháp luật, từ chối nội dung độc hại. Anh Linh nghiêng đầu, mờ mịt nhìn hắn, bàn chải đánh răng, đánh răng, dùng bàn chải đánh răng đánh răng, mau đọc theo tao. Trương Nguyên thanh kiên trì một lát, bỗng nhụt trí, tạm thời đánh mất ý tưởng dạy học, bởi vì hắn không phân biệt được làm như vậy mình so sánh với tiểu đậu bỉ, rốt cuộc ai mới là trẻ thiểu năng. Rửa giấy vệ sinh kết thúc, tiếng chuông điện thoại di động vang, Lý Đông Trạch gọi tới. Alo, đội trưởng, Nguyên Thủy, buổi sáng tới đây một chuyến, có chuyện cần cậu phối hợp. Chuyện gì, thần dạ du thái nhất môn có việc hỏi cậu, tình huống cụ thể, tới đây nói sau. Thần dạ du thái nhất môn tìm mình làm gì, coi trọng mình vị kỳ tài tuyệt thế vô song này, muốn mời chào. Nếu như vậy, nên âm thầm tiếp xúc mình mới đúng. Vâng đội trưởng, Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại, hắn vừa lúc muốn đi đơn vị báo cáo sự kiện anh Linh. Ăn xong bữa sáng, đeo ba lô hai vai làm bộ đến trường, sau khi rời khỏi tiểu khu, gọi một chiếc xe taxi, đến thẳng văn phòng cảnh sát, tiến vào tòa nhà thủy tinh hai tầng. Vừa tới cửa văn phòng Lý Đông Trạch, hắn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười sang sảng. Ô, Thượng Đế, đây là chuyện cười thú vị nhất tôi từng nghe. Lại nói với anh một chuyện thú vị, biết đội trưởng triệu không, đúng, chính là kẻ luôn đi nhầm nhà vệ sinh nữ kia, lúc hắn vừa trở thành thần dạ du, từng một hơi cắn nuốt bảy nữ linh thể, từ đó về sau nhiễm thói quen đi tiểu ngồi, rất nhiều năm cũng không sửa lại được. Ha ha ha, thượng đế ơi, đây là câu chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe, cái trước không tính. Cũng tạm được, tôi biết bí mật của rất nhiều thần dạ du, quay đầu nói kỹ với anh một chút, nhưng anh phải cam đoan đừng truyền ra ngoài. Dù sao chúng ta đều không phải người lắm chuyện, đúng không? Chương 93, truyền nhân ma quân 1. Cốc cốc, Trương Nguyên thanh gõ vang cửa thủy tinh, tiếng cười nói bên trong nháy mắt dừng lại giọng nói trầm ổn của lý đông trạch truyền đến mời vào trương nguyên thanh đẩy cửa ra thấy trên sofa tiếp khách lý đông trạch đang uống rượu cùng một người đàn ông mặc đồ u màu đen áo sơ mi màu đen người đàn ông toàn thân đồ đen này ngũ quan coi như không tệ làn da hơi tái nhợt gầy có một khí chất cao quý mơ hồ người mới ưu tú của chúng ta đến rồi trên mặt lý đông trạch lộ ra nụ cười ánh mắt ra hiệu một lần nói trong tủ lạnh có coca tự mình lấy Chờ Trương Nguyên Thanh vặn mở nắp chai coca, chút một ngụm, Lý Đông Trạch giới thiệu. Viên Đình, đội trưởng Thái nhất môn chú khu Khang Dương, thần dạ du cấp 3, là tinh anh trong tinh anh của tổ chức chính phủ chúng ta. Làm nghề nghiệp chiến lược đứng đầu, thần dạ du cấp 3, ở cảnh giới siêu phàm là tồn tại đỉnh cấp. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tôn trưởng lão hồ đồ nha. Viên Đình cảm khái một tiếng, bắt tay Trương Nguyên Thanh. Trên mặt Trương Nguyên Thanh lại hiện lên nụ cười nhiệt tình. Vừa thấy đội trưởng viên, đã cảm giác gặp được người nhà không hiểu sao thấy thân thiết đây chẳng lẽ chính là cảm giác thuộc về giữa thần dạ du có người ngoài trương nguyên thanh tạm thời gác lại chuyện anh linh viên đình ngẩn ra giữa thần dạ du hẳn là không có loại cảm giác thuộc về này trương nguyên thanh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là đội trưởng viên cho tôi cảm giác thân thiết đây là sức cuốn hút cá nhân của đội trưởng viên nghe vậy trên mặt viên đình không khống chế được nở rộ nụ cười tiểu tử này nói chuyện thật dễ nghe nghĩ lại một chút đây là cấp dưới của Lý Đông trạch người ta, nhất thời tiếc hận một phen Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Thấy hai người mắt đi mày lại, Lý Đông trạch ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Hôm nay đội trưởng Viên là tới làm chính sự, hắn quay đầu hỏi Viên Đình, là ở văn phòng của tôi hay là đi phòng họp đối diện?" Viên Đình nói: "Đi phòng họp đi." Nói xong, hắn cầm lấy túi công văn trên bàn trà thủy tinh, gật đầu với Trương Nguyên Thanh, mỉm cười nói: "Mượn một bước nói chuyện, tìm mình gặp mặt nói chuyện riêng." xem thái độ đội trưởng, tựa như không phải muốn đào mình, rốt cuộc có chuyện gì. Được, Trương Nguyên Thanh không từ chối, nói tôi muốn đi nhà vệ sinh trước một chuyến. Viên Đình gật gật đầu, dẫn trước ra khỏi văn phòng. Trương Nguyên Thanh quay đầu tới khu làm việc, ánh mắt đảo qua, chủ động không nhìn Vương Thái cúi đầu viết luận văn học thuật gì đó, đi đến bên cạnh bàn quan nhã, dùng giọng điệu nói dẫn nói. Mỹ nhân kế không đợi được, chờ được thần dạ du của Thái nhất môn. Quan nhã bưng ly nước, cười mỉm nói, vậy nói rõ không phải mỹ nhân kế, ừm, chòm sao bỏ cạp hôm nay vận thế không tệ, nhưng ở lúc nói chuyện với đồng nghiệp, cấp trên, phải đặc biệt chú ý, bằng không có thể sẽ xoay chuyển 180 độ. Cô mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, tóc dài uốn nhẹ đã làm định hình, tinh xảo thời thượng, mặt trái xoan tươi đẹp quyến rũ, trang điểm trang nhã, lại thêm sức quyến rũ con lai. Like. Trương Nguyên Thanh trêu chọc nói, ví dụ như ở lúc chị kéo bè kéo cánh tôi, tôi lời lẽ chính nghĩa từ chối, cái này sẽ làm thuyền nhỏ hữu nghị của chúng ta nói lật liền lật. Không, cậu sẽ không từ chối, bởi vì cậu là tròm sao bò cạp. Quan nhã nghiêm trang nói, chị đủ rồi đó, xìm tròm sao bò cạp nữa, tôi phải lấy gậy vụt chị. Chẳng qua, hắn đạt được ám chỉ mình muốn, lập tức xoay người, bước nhanh tới trước cửa phòng họp, nhẹ nhàng gõ vang cửa thủy tinh. Mời vào, viên đình ở bên trong đáp lại, đẩy cửa đi vào, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy viên đình ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị, trong tay cầm một điếu thuốc, Tư thế hơi lười biếng tựa vào ghế dựa lưng, mỉm cười nhìn qua. Ở trong tay vị thần giả du này còn có một cái ống đựng bút, trên ống đựng bút cắm một cây cờ lệnh, đầu nhọn bằng sắt, làm từ vải lụa, mặt cờ thuần màu đen làm nền, dùng chỉ bạc thêu ra hoa văn, ở giữa thêu một chữ lệnh. Chỉ nhìn đơn thuần vẻ ngoài, cái này và cờ lệnh sử dụng trong quân đội thời cổ không có gì khác nhau. Trương Nguyên Thanh vào ngồi, duỗi thẳng lưng, hỏi: "Đội trưởng Viên, ngài tìm tôi có chuyện gì?" Nói sẵn trước Tôi ở lại đội 2 rất vui vẻ, cũng không muốn đi ăn máng khác. Hắn dùng phương thức trêu chọc thử mục đích của đối phương. Cậu đã vượt qua đường hầm xà linh, phó bách phu trưởng rất coi trọng cậu, tôi không đào nổi. Ai, cậu có thể không biết, lúc trước phó bách phu trưởng thay cầu đòi phần phương án kia, tôn trưởng lão thái nhất môn chúng tôi cho rằng cậu không có khả năng vượt ải, liền không cần cậu, bây giờ hối hận cũng không còn kịp, không ít người trong môn rất phê bình kín đáo, bọn họ cảm thấy cậu rất có tiềm lực, tương lai có lẽ có thể tấn thăng thánh giả, À, nói nhiều rồi nói nhiều rồi. Viên đình tự mình giải thích, tôi người này tương đối lắm lời, hy vọng cậu không cần để ý. chương 94 truyền nhân ma quân 2. Ô, cho nên tôn trưởng lão hồ đồ là ý tứ này. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, hút thuốc không, không hay hút lắm, khi tôi lớn như cậu, cũng không biết hút thuốc, thẳng đến lúc trở thành thần dạ du, ở trong nhiệm vụ thí luyện bị dọa ra bóng ma tâm lý, do đó nghiện thuốc lá, tuy nó không phải thứ tốt, nhưng quả thật có thể giảm bớt áp lực mỗi một vị thần dạ du hoặc nhiều hoặc ít đều có sở thích cổ quái tôi có một người bạn tên giản ký đoạn thời gian đó hắn vừa trở thành thần dạ du bị dọa ra bóng ma tâm lý mỗi ngày cần xem chương trình thiếu nhi một giờ để khai thông cảm xúc giảm bớt sợ hãi đến bây giờ thói quen này còn chưa sửa được ha 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 đội trưởng viên ngài quả nhiên rất lắm chuyện nhưng sao anh có thể mang việc xấu hổ của bạn bè truyền bá khắp nơi trong lòng trương nguyên thanh lẩm bẩm mặt ngoài một bộ tư thái nghiêm túc lắng nghe lại nhảy một lát, viên đình rốt cuộc nhớ tới việc chính, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Chúng tôi đang tìm một người may mắn, người may mắn đạt được truyền thừa của ma quân, phàm là thần giả dạ du mới của năm nay, đều là đối tượng chúng tôi điều tra, bao gồm cậu, ma quân là ai đi một vị linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Ma quân truyền thừa, Trương Nguyên Thanh mờ mịt nói, tôi không hiểu ý tứ của anh. Tôi nói rõ ràng một chút nữa, căn cứ tổ chức chúng ta phỏng đoán, linh cảnh phát thẻ nhân vật cũng không phải không có hạn chế tồn tại giới hạn nhất định bởi vậy mỗi một vị linh cảnh hành giả chết đi mọi thứ của người đó đều sẽ bị linh cảnh thu hồi cái này bao gồm thẻ nhân vật viên đình lại đốt một điếu thuốc trong đó linh cảnh hành giả đẳng cấp cao sau khi chết linh cảnh sẽ không trăm phần trăm biến thành dữ liệu thẻ nhân vật của người đó sẽ giữ lại một số thứ đặc thù sau đó phát cho người mới chúng tôi gọi loại hiện tượng này là truyền thừa còn có loại cách nói này trương nguyên thanh nghe hiểu trầm ngâm nói tôi có thể hỏi một lần ma quân là người thế nào không còn có mục đích các người tìm kiếm truyền nhân ma quân cái này liên quan đến bản thân tôi hy vọng anh có thể hiểu cho viên đình thản nhiên bất ngờ thẳng thắn không kiêng kỵ tôi cũng không biết mục đích cấp trên tìm kiếm truyền nhân ma quân đối với chúng tôi cán bộ trung tầng như vậy mà nói nghe lệnh làm việc là được rồi về phần ma quân trên mặt viên đình lộ ra căm ghét cùng sợ hãi trầm giọng nói hắn là một vị thần giả du sa ngã là tử địch của thái nhất môn chúng tôi, rất nhiều linh cảnh hành giả của tổ chức chết ở trong tay hắn, có người ngũ hành minh, có người thái nhất môn, ngay cả trưởng lão trong môn cũng cực kỳ kiêng kỵ hắn, một thời khiến tổ chức lòng người hoảng sợ. Môn chủ từng đánh giá, người này là thần giả dù có tiềm lực nhất, cũng đáng sợ nhất 30 năm qua. Hắn đáng sợ hay không tôi không biết, nhưng hắn nhất định rất trung nhị sao. Trương Nguyên Thanh vội hỏi, vậy phải như thế nào phân biệt được truyền nhân ma quân? Hoặc là nói, tôi nên phối hợp các người như thế nào? Nghe qua, truyền nhân ma quân cùng ma quân cũng không có quan hệ gì cả, thái nhất môn làm tổ chức chính đạo, trung quy không đến mức giận chó đánh mèo người vô tội chứ. Viên đình một lần nữa thản nhiên nói, truyền nhân ma quân có hai chỗ đặc thù, một, thẻ nhân vật in không phải trăng non, mà là trăng tròn. Hai, ở lúc vượt qua phó bản, sẽ so với thần giả dạ du bình thường có thêm một hạng mục phần thưởng thuộc về thẻ nhân vật. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài không biểu lộ gì, trong lòng lại nhấc lên sóng chiều ngập trời, đầy đầu óc đều là ôi đạch. Đây không phải chính là thẻ nhân vật của hắn sao, thẻ nhân vật anh binh gửi cho mình là ma quân, anh binh vì sao sẽ có thẻ nhân vật của ma quân, anh ấy cùng ma quân là quan hệ thế nào. Mình vẫn luôn cho rằng giày khiêu vũ màu đỏ phần thưởng riêng của thẻ nhân vật là bình thường, như vậy xem ra là truyền thừa ma quân giao cho mình đặc thù, may mắn bởi vì tính khan hiếm của đạo cụ loại quy tắc khiến mình che giấu chuyện phần thưởng riêng của thẻ nhân vật đội trưởng cùng lão ti cơ chỉ biết mình có đạo cụ loại quy tắc lại không biết phần thưởng riêng của thẻ nhân vật trong đầu trương nguyên thanh hiện lên đủ loại ý nghĩ hắn chưa mặc kệ cho suy nghĩ phát tán không có trật tự nhanh chóng ổn định tâm thần tiếc hận cười nói xem ra tôi không phải truyền nhân ma quân tôi vẫn luôn cho rằng mình là đặc thù dù sao ngay cả đường hầm xà linh cũng bị tôi vượt qua đội trưởng viên tôi nên bày ra dấu ấn của mình như thế nào nó cũng không chịu tôi khống chế mươi 95, truyền nhân Ma Quân 3, dấu ấn đại biểu cho linh cảnh, trừ đêm đó thẻ nhân vật khởi động lại, cùng với lúc ở trong linh cảnh thăng cấp mi tâm có dấu ấn trang đen hiện ra. Lúc khác, nó giống như không tồn tại, viên đình liếc cờ lệnh cắm ở trong ống đựng bút một lần, nói. Linh cảnh hành giả cấp thấp không thể ảnh hưởng dấu ấn, loại thời trang có cách điệu này là đặc quyền của hành giả đẳng cấp cao, tôi không cần xem dấu ấn của cậu, tôi chỉ cần phân biệt nói dối là được. Nói xong hắn nhìn về phía ống đựng bút trong tay, giải thích. Cây cờ lệnh này là đạo cụ tôi từ chỗ phó bách phu trưởng mượn được, năng lực của nó là làm người ta phục tùng, khiến cậu không thể nói dối. Mà trả giá là, tôi cũng không cách nào nói dối. Trương Nguyên Thanh cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, giờ này khắc này, bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả tâm tình hắn bây giờ. Viên đình không nói lời thừa nữa, rút ra cờ lệnh, hướng tới Trương Nguyên Thanh cách không điểm một cái, trầm giọng nói. Như vậy, tôi bây giờ hỏi cậu, dấu ấn thần dạ du của cậu là trăng non hay trăng tròn dứt lời trương nguyên thanh chỉ cảm thấy trong cõi hư vô một luồng lực lượng uy nghiêm to lớn bao phủ mình khiến hắn kính sợ phát ra từ trong lòng không tự giác phục tùng không dám giấu giếm hận không thể mang toàn bộ bí mật của mình đều nói hết ra tinh thần của hắn không chịu khống chế căng thẳng ra đầu phát tê từng đợt mục đích thái nhất môn tìm kiếm truyền nhân ma quân là gì nếu là vì mời chào nhân tài không nên mơ hồ không do ái muội không rõ dù sao cái này rất bình thường khẳng định có nguyên nhân tầng sâu hơn nữa thẻ nhân vật là anh binh cho mình không chừng còn liên quan đến hắn cảm xúc căng thẳng chậm rãi lo âu hẳn lên đột nhiên trương nguyên thanh nghĩ tới anh linh nuôi ở trong cơ thể chủ nhân có thể mang thương tổn ảnh hưởng xấu phải chịu chuyển rời đến trên thân linh phó để nó gánh vác thương tổn lực lượng của cờ lệnh vi to lớn uy nghiêm nhưng không có thương tổn mang tính thực chất tiểu đậu bỉ hẳn là không có việc gì có thể thử chút hắn lập tức lắng động cảm xúc, cầu thông anh linh trong cơ thể, để linh hồn hai bên tạm thời liên thông. Đột nhiên, lực lượng to lớn uy nghiêm dọc theo tinh thần thể của hắn, ùa vào trong cơ thể anh linh. Anh linh đang ngủ say đạp hai chân, tựa như gặp ác mộng. Mà tinh thần hắn nhất thời buông lỏng, loại cảm giác kính sợ sợ hãi kia tiêu tán không thấy nữa. Trang non, Trương Nguyên thanh giọng điệu trầm thấp nói ra đáp án, Viên Đình trầm mặc vài giây, vẫn duy trì động tác cờ lệnh chỉ, hỏi: Cậu có phần thưởng riêng của thẻ nhân vật sao? Không có. Viên Đình trầm mặc lần nữa, cách mười mấy giây, hắn thở dài thu hồi cờ lệnh, "Cậu đã thông qua sàng lọc tra xét, tôi sẽ chuyển lại kết quả cho tổ chức, Thái Nhất Môn cực kỳ coi trọng đối với truyền nhân Ma Quân, kiểm tra thực hư tương tự về sau còn có thể có. Mặt khác, nếu cậu phát hiện thần giả dù có hai đặc điểm này, cần phải nói cho tôi biết, Thái Nhất Môn sẽ có trọng thưởng. Cho nhiều tiền nữa, tôi cũng sẽ không tố cáo chính mình." Trương Nguyên thanh âm thầm thở phào vỗ ngực nói, một khi phát hiện, tôi sẽ lập tức thông báo ngài. Viên đình hài lòng gật đầu, thật ra trở thành truyền nhân ma quân cũng không hẳn là chuyện tốt, linh cảnh là có cơ chế cân bằng, như loại linh cảnh hành giả có được đặc thù này, thường thường sẽ phân phối đến nhiệm vụ yêu cầu cao độ, phải nhớ kỹ, thu hoạch cùng phiêu lưu, vĩnh viễn thành có quan hệ trực tiếp. Trương Nguyên Thanh cười nói, truyền nhân ma quân thật đáng thương. Đây là lời trong lòng, Viên Đình thu hồi ống đựng bút cùng cờ lệnh vào túi công văn, đồng thời đưa ra điện thoại di động nếu không ngại, thêm bạn tốt, thân giả du trong ngũ hành minh quá ít, không ai có thể dạy cậu kinh nghiệm cùng tri thức của nghề này, có chỗ nào không hiểu, cậu có thể hỏi tôi. Ngài thật sự là người tốt, Trương Nguyên Thanh vui vẻ quét mã, thêm bạn tốt, viên đình thu lại điện thoại di động, cười bổ sung nói cần thu phí cố vấn. Phải trả tiền, sắc mặt Trương Nguyên Thanh nhất thời dại ra, đúng rồi, cậu tấn thăng thần giả du sắp một tuần rồi nhỉ. Viên đình nói, căn cứ kinh nghiệm chúng tôi tổng kết, thần giả du mới sẽ ở trong một tới hai tuần tiếp theo, lại một lần nữa tiến vào linh cảnh, tỷ lệ đại khái là linh cảnh nhiều người đối kháng. Nói như vậy, mình nhiều nhất một tuần sẽ tiếp thu được nhiệm vụ. Mình tựa như nhớ ra gã này là ai rồi, hắn tối hôm qua kiếm được của mình 200 tệ. Tâm tình Trương Nguyên Thanh vừa chăm chú vừa chờ mong, hỏi tình báo này bao nhiêu tiền. Viên đình cười nói cái này thì miễn phí, miễn phí, ô, ngài thật sự là người tốt. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, vậy tôi còn có vấn đề muốn thỉnh giáo đội trưởng viên. Có thể miễn phí không? Chương 96, điều tra, 1, xem vấn đề của cậu có đáng tiền hay không, Viên Đình nói, trong kỹ năng đến tiếp sau của thần Dạ Du, có phải có thần lực mặt trời hay không? Đúng vậy, nhưng tôi không quá rõ cụ thể là cấp mấy. Vậy là đủ rồi, mình đối với phương hướng đến tiếp sau của nghề nghiệp mình có nhận thức tương đối rõ ràng, Nhật Nguyệt Âm Dương tập hợp một thân, rất ngầu. Trương Nguyên Thanh nói tôi không có vấn đề nữa. Nhìn theo thần giả dạ du thái nhất môn rời khỏi phòng họp, dọc theo cầu thang bằng thép xuống lầu, Trương Nguyên Thanh đi về phía văn phòng đội trưởng. Tình huống bệnh viện gì trẻ vẫn cần báo cáo, nhưng lý do phải sửa lại, không thể bại lộ bất cứ tin tức nào liên quan với tiểu đậu bỉ, không thể để người ta biết mình có linh phó, giai đoạn này không được. Trong văn phòng, Lý Đông Trạch nghe thấy ở cửa truyền đến một tiếng chu lên. Ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nắm chặt nhật nguyệt xoay tròn, nguyện thiên thượng nhân gian, đều có thể gọn gàng ngăn nắp. Tiếng ta dừng lại, tiếp theo là tiếng đập cửa, Lý Đông Trạch đáp lại, vào đi, Lý Đông Trạch ngồi ở sau bàn làm việc xa hoa, đang cầm một con dao cạo sắc bén, sửa chữa hàng real map. Tôi không thích sửa dâu, bởi vì rất phiền toái, nhưng vì tao nhã, đây là trả giá phải gánh vác. Lý Đông Trạch cười cười, đánh giá hắn, nói, xem ra cậu đã thông qua thái nhất môn sàng lọc tra xét. Đội trưởng quả nhiên biết mục đích thái nhất môn tìm mình, thế mà không cho mình ám chỉ trước, anh như vậy sẽ mất đi tôi. Trương Nguyên Thanh Thuận miệng nói, đội trưởng cũng biết ma quân, trong tổ chức chính phủ, tổ chức tạ ác, tổ chức dân gian, cùng với tán tu hoang dã, linh cảnh hành giả đẳng cấp cao chết ở trong tay ma quân vượt qua con số hai bàn tay, hung danh lan xa, tôi tự nhiên biết. Lý Đông Trạch vừa chuyên chú sửa dâu, vừa nói, nhưng nhân vật lớn như vậy cách chúng ta quá mức xa xôi, voi có thể sẽ dẫm chết kiến, nhưng sẽ tuyệt đối không cố ý đi dẫm con kiến. Ma quân không phải người tốt gì, anh Binh sao lại có liên quan với loại người này? Trương Nguyên Thanh Nhân cơ hội nói, đội trưởng, làm phiền giúp tôi hỏi thăm tỉnh Giang Nam bên kia một phen, tôi muốn biết tiến triển vụ án lôi nhất binh. Mặt khác, giúp tôi tra một chút quỹ tích hành động, quan hệ vân vân trong lúc học đại học của lôi nhất binh, càng chi tiết càng tốt. Trước đó, bởi vì mình vẫn là tân thủ, thiếu năng lực cùng kinh nghiệm, cho nên đối với anh Binh mất tích, Trương Nguyên Thanh ôm ảo tưởng nhiệm vụ thời gian dài nhưng hôm nay đã biết chân tướng thẻ nhân vật ma quân liền không thể không định nghĩa lại anh binh mất tích anh binh vì sao mất tích sống hay chết tặng cho mình thẻ nhân vật ma quân có nguyên nhân gì chân tướng sau lưng cái này bao phủ một tầng lại một tầng sương mù sự việc liên quan anh binh việc liên quan mình cho dù bây giờ thực lực thấp cũng không thể không thử thăm dò điều tra anh binh chỉ gửi thẻ nhân vật cho hắn lại chưa từng lộ ra bất cứ tin tức nào nguyên nhân trong đó cũng có thể hiểu được có một số thời điểm không phải hắn không muốn nói, người khác liền không cậy được miệng của hắn. Hôm nay hỏi chính là ví dụ, anh binh không nói, quá nửa là nghĩ cho hắn, nhưng khẳng định sẽ lưu lại manh mối tương ứng, từng bước một dẫn đường hắn đi thăm dò, đi cởi bỏ chân tướng, bởi vậy, Trương Nguyên Thanh cần tận khả năng tìm thêm tư liệu về anh binh. Lý Đông Trạch suy tư gật đầu, được, tôi sẽ gọi điện thoại nhờ đồng nghiệp bên kia, nhưng cái này cần thời gian. Ở trong mắt hắn, Nguyên Thủy quan tâm bạn nối khố an nguy là thường tình con người, nhưng Lý Đông Trạch cảm thấy, thân là linh cảnh hành giả, tiến vào linh cảnh lâu đến một tuần, quá nửa là chết ở bên trong rồi. Nói xong chuyện anh binh, Trương Nguyên Thanh lúc này mới cắt vào đề tài chính, sắc mặt nghiêm túc. Đội trưởng, tôi có một chuyện bẩm báo, thấy cấp dưới nghiêm trang, Lý Đông Trạch buông dao cạo, khép lại gương trang điểm, hơi thẳng lưng lên, nói. Chuyện gì, Trương Nguyên Thanh lập tức mang tình huống bệnh viện chỗ gì trẻ ma quỷ quậy phá, cùng trong lúc vô ý mang anh Linh về ra báo cáo chi tiết cho Lý Đông Trạch, nhưng ở trên tình báo linh phó, hắn giấu giếm cùng sửa chữa. Miêu tả anh linh thành loại linh thể dại ra đã trải qua tế luyện nhưng chưa tấn thăng thành linh phó kia. Lúc nói đoạn lời này, Trương Nguyên Thanh lắng động lại cảm xúc, để vẻ mặt cùng giọng điệu không lộ sơ hở, sợ bị thám báo phát giác được. Cuối cùng, hắn tổng kết nói, tôi hoài nghi có linh cảnh hành giả ở trong bệnh viện làm thực nghiệm luyện chế linh phó, rất có thể là thần giả du. Nhưng không biết là hoang dã, hay là tổ chức, sắc mặt Lý Đông trẻ càng nghe càng kém, Nhịn không được nắm chặt gậy chống, cả giận nói Ô, trời ạ, à, đó là một kẻ nên xuống địa ngục Tôi sẽ khiến hắn trả giá đắt cho hành vi của mình, tôi thề chương 97, Điều tra 2 Cắn nuốt linh thể cùng nô dịch linh thể khái niệm khác nhau Linh thể trung quy sẽ tiêu tán, không thể tránh né Cắn nuốt là để hiện tượng này tới sớm Mà mang linh thể luyện chế thành linh phó để sai khiến Có trái với nhân đạo, huống chi còn là một anh linh Cấm đoán dùng linh thể người thường luyện chế linh phó cũng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, giải thích trắng ra chính là, nếu người nhà, bạn bè của ngươi, là linh thể đặc thù, sau khi chết bị người ta luyện chế thành linh phó, cảm nghĩ thế nào? Tôi còn tưởng anh sẽ nói, tôi thật muốn dùng giày hung hăng đạp đoán hắn. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lẩm bẩm đội trưởng thích miệng lưỡi sạch sẽ. Đội trưởng, tôi đã siêu độ đứa nhỏ kia, cùng từ trong trí nhớ của nó đọc lấy nhân vật mục tiêu, tôi muốn xin một mình chấp hành nhiệm vụ, rèn luyện một phen, Trương Nguyên Thanh đưa ra ý kiến của bản thân, hắn nói xong, đã biết Lý Đông Trạch tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lý Đông Trạch quả nhiên lắc đầu, cách nghĩ của cậu rất tốt, nhưng trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ đạp hố, mà ở trong linh cảnh hành giả, một lần sai lầm, có thể chính là chết. Như vậy đi, để quan nhã đi cùng cậu, cô ấy thể thuật, bắn súng lợi hại hơi tôi. Vâng đội trưởng, trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng thầm, vụ án anh Linh, hắn phải lấy được quyền chủ đạo, mới có thể che giấu được sự tồn tại của tiểu đậu bỉ, nhưng chính như Lý Đông Trạch nói, sự kiện linh cảnh hành giả, nhất định phải cẩn thận, sơ sẩy trả giá thường thường là tử vong, u hướng vinh chính là ví dụ. Cho nên, hắn cần một trợ thủ kinh nghiệm phong phú. Khi hắn đề xuất muốn rèn luyện, Lý Đông Trạch tỷ lệ đại khái sẽ bỏ qua tự mình ra trận, chiết chung để quan nhã đi cùng. Bởi vì trong lòng mọi người biết rõ, thân là thần dạ du, lại có đạo cụ loại quy tắc bên người, Trương Nguyên Thanh có tỷ lệ chấp nhận sai lầm rất cao nguy hiểm bình thường không làm khó được hắn. Ở trong mắt Trương Nguyên Thanh, quan nhã so với Lý Đông Trạch dễ lừa gạt hơn rất nhiều. Vậy tôi bây giờ đi tìm quan nhã. Lý Đông Trạch ừm một tiếng, đột nhiên cười nhạo nói ca hát không tệ, lần sau không được hát nữa. Khu Khang Dương, Bệnh viện Bình Thái. Là một bệnh viện tuyến ba, thương hiệu chính của Bình Thái là khoa phụ sản, có mấy chuyên gia quyền uy lĩnh vực này tỏa chấn. Ở trong bệnh viện phụ sản cả nước có thể xếp trong năm hạng đầu, xe MPV màu đen lái vào bệnh viện, cửa xe tự động trượt ra, quan nhã đánh giá gương mặt dại ra của Trương Nguyên Thanh, quan tâm hỏi, gần đây xem điện thoại di động, máy tính, hình ảnh có bóng chồng không? Vì sao hỏi như vậy? Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ làm sao bắt được mục tiêu thu hồi suy nghĩ. Quan nhã nhách lên khóe miệng tinh xảo, chớp đôi mắt ngập nước, vẻ mặt cậu nói cho chị biết, gần đây không tiết chế nha. Trương Nguyên Thanh sớm đã quen phong cách nói chuyện của cô, không để ý tới, nói đội trưởng bảo tôi phối hợp chị loại tình huống này chúng ta bình thường trước làm như thế nào quan nhã thu hồi nụ cười nghiêm trang nói trước tập trung nhân vật mục tiêu lại điều tra thân phận trong hiện thực của hắn cậu từng thấy bộ dáng của hắn tập trung mục tiêu không khó sau đó tiếp xúc với hắn nếu đối phương thực lực không mạnh trực tiếp khống chế trái lại thông báo đội trưởng bạo lực bắt nhưng chúng ta không rõ trong bệnh viện có phải có đồng lõa hay không không rõ quy mô luyện chế linh phó cho nên tốt nhất là án binh bất động trước, làm một lần điều tra rõ đối với bệnh viện Bình Thái. Có thể xuất phát từ lời đồn ma quỷ quậy phá, khi nào bắt đầu, xác định phạm vi thời gian đại khái, trừ anh Linh, còn có lời đồn ma quỷ quậy phá khác hay không. Điều tra một chút ghi chép xảy thai, xanh non đoạn thời gian đó, bé trai, hơn nữa số tháng không nhỏ, quần thể như vậy sẽ không nhiều, tập trung thân phận anh Linh không khó. Tinh thần lực của trẻ con dị thường mỏng yếu, một khi chết non, sẽ tiêu tán rất nhanh, cho nên nhân viên đoạn thời gian đó từng tiếp xúc phụ nữ có thai, đều là đối tượng chúng ta sàng lọc điều tra. Trong những người này, nếu có mục tiêu cậu hỏi Linh nhìn thấy, vậy thì thực thi bắt, nếu không có, vậy nói rõ có đồng lõa. Đường lối suy nghĩ thật rõ ràng, đây là thám báo sao? Trương Nguyên thanh nghe mà ngẩn ra, nói, "Di trẻ của tôi ngay trong bệnh viện, tôi không quá thuận tiện đi khoa phụ sản, không bằng phân công nhau hành động, nội dung tương quan Linh thể tôi đến điều tra, khoa phụ sản bên kia, chị đi thăm dò một chút." hai người xuống xe, đeo khẩu trang cùng mũ lưới chai, ở ngoài tòa nhà phòng khám bệnh phân công nhau hành động. Vào tòa nhà, đi thang máy tới tầng thứ tư, ánh mắt quan nhã đảo qua từng người phụ nữ hoặc bụng hơi gồ lên, hoặc bụng to đùng, đột nhiên mắt sáng lên. chương 98, hắn 1, trước mặt có một nữ bác sĩ mặc áo dài màu trắng, khuôn mặt trứng ngỗng ngượt mà trắng nõn, mắt to mà sáng ngời, mũi cao ngất, tóc như cuộn sóng thả ở trên lưng. Trong miệng ngậm một cái kẹo, má hơi phồng lên, điều này làm cô tỏ ra càng ngọt ngào đáng yêu hơn. Quan nhã tự biết xinh đẹp, nhưng thấy được nữ bác sĩ mặt mộc này, trong lòng vẫn tán thưởng. Cô nhanh chóng đi lên nghênh đón, chặn ở trước mặt nữ bác sĩ, cười nói, bác sĩ, tôi gần đây tính mang thai, không biết phải chú ý những gì. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh tới trong hành lang yên tĩnh, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. A ba a ba, đứa bé tròn trịa đáng yêu, tóc máu thừa thất bò ở trên mặt đất, con người đen lúng liếng nhìn Trương Nguyên Thanh, hồn nhiên vô tả trương nguyên thanh hướng nó truyền đạt tự do hoạt động đi chơi các loại ý nghĩ hắn tính lợi dụng tiểu đậu bỉ dụ rắn ra khỏi hang một linh phó quý giá mất đi người đứng đằng sau tất nhiên sẽ tìm kiếm khi hắn phát hiện anh linh một lần nữa xuất hiện ở trong bệnh viện khẳng định sẽ bị hấp dẫn lại đây lui một bước mà nói cho dù kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang thất bại tiểu đậu bỉ cũng có thể dẫn hắn tìm được người phía sau màn nó sẽ có ấn tượng đối với kẻ luyện chế mình thậm chí trời sinh thân cận được trương nguyên thanh cho phép tiểu đậu bỉ vui vẻ hoạt động tứ chi, bắt đầu bò dọc theo hành lang. Trương Nguyên Thanh liên tục đi theo nó, tới lầu 4, đẩy ra cửa hành lang, tiến vào đại sảnh đợi khám bệnh, lại một đường theo đuôi đi tới khoa phụ sản. Tên kia thật sự ở khoa phụ sản, Trương Nguyên Thanh đang nghĩ, liền nghe thấy tiếng cười như chuông bạc truyền đến, phải không phải không, chị cũng thích sản phẩm dưỡng ra thương hiệu đó. Tôi thường xuyên ra nước ngoài, quay về giúp chị mang một chút tới đây. Đây là tiếng của quan nhã, theo tiếng nhìn lại, Cô gái này đang chuyện trò vui vẻ với một nữ bác sĩ, líu díu tán gẫu. Nữ bác sĩ mặc áo dài màu trắng kia chính là dì trẻ của hắn. Gặp Quỷ, Trương Nguyên thanh đè thấp vành nón, cố gắng để ánh mắt hạ xuống, không đi nhìn dì trẻ, tránh cho ánh mắt gặp nhau. Tuy đeo khẩu trang cùng mũ, nhưng lấy sự quen thuộc của dì trẻ đối với hắn, lấy sự hiểu rõ cậu hai người, chỉ nhìn mắt liền có thể nhận ra là hắn. Lúc này, hắn thấy tiểu đậu bỉ vui vẻ bò về phía dì trẻ đứa nhỏ mốc này sao lại bò về phía dì trẻ trong lòng trương nguyên thanh muốn mắng mẹ nó hắn lại đè thấp vành nón dùng ánh mắt đuổi theo tiểu đậu bỉ anh linh tư thế bò trong vụng về lộ ra linh hoạt nhanh chóng tới gần giang ngọc nhị sau đó giang hai tay ôm lấy cẳng chân của cô treo mình ở bên trên cái này cái này nó vì sao thích dì trẻ như vậy trương nguyên thanh ngẩn người vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp giang ngọc nhị hoàn toàn không cảm thấy tràn đầy hứng thú nói chuyện với quan nhã chồng của cô không tới cùng cô sao? Anh ấy còn đang học đại học. a à, sinh viên, cháu trai tôi cũng là sinh viên, nhưng nó đến bây giờ còn chưa có đối tượng. Phải không? Đúng vậy, đúng vậy, mất mặt chết người. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, gì cũng tốt nghiệp đi làm 2 năm rồi, chẳng phải cũng là chó độc thân, gì khinh thường ai chứ? Lúc này, hắn thấy tiểu đậu bị chủ động từ trên chân gì trẻ tuột xuống, cúi ở trên mặt đất ngẩng đầu, tựa như đang phân biệt cái gì, sau đó, nó nhanh chóng bỏ về phía sâu trong hành lang, bỏ về phía một phòng khám bệnh trong đó. Trương Nguyên Thanh giật mình, không biểu lộ gì cất bước, lặng yên theo đuôi. Chờ tiểu đậu bị bò vào phòng khám kia, cách mười mấy giây, Trương Nguyên Thanh không chút để ý đi qua, làm bộ mình đi ngang qua. Cửa phòng khám mở hờ, trước bàn làm việc, một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo dài trắng ngồi đó, người này đường nét ngũ quan nhu hòa, có một phong độ của người trí thức làm người ta thoải mái. Giờ phút này hắn đang thẳng lưng, tập trung tinh thần cảm ứng cái gì. Tiểu Đậu bị bò đến trên bàn, tự tiêu khiển tự vui chơi đùa. Là hắn, thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được Tiểu Đậu bị đối với người này có cảm giác thân cận đặc thù, lại thêm động tác cơ thể rất nhỏ của bác sĩ trẻ tuổi, bước đầu phán đoán, vị bác sĩ này trong phòng chính là linh cảnh hành giả âm thầm luyện chế linh phó. Trương Nguyên Thanh chưa kinh động đối phương, xoay người rời khỏi, tới đại sảnh đợi khám bệnh, tiếp đó gọi cho Quan Nhã. Điện thoại vang hai tiếng đã bị Quan Nhã cúp trong khoảng khắc, ngựa tỷ con lai xải đôi chân dài đi ra. Chị hỏi tham gia rồi, lời đồn ma quái là từ nửa tháng trước bắt đầu, số lượng sẽ không nhiều, chúng ta trực tiếp điều lấy lịch khám của phòng khám bệnh, sau đó lại đòi một phần danh sách nhân viên công tác của khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, tôi đã tập trung mục tiêu. Nhanh như vậy, sắc mặt quan nhã lập tức chăm chú, là ai? Trương 99, hắn 2, là bác sĩ khoa phụ sản, tấm biển trên ngực hắn viết tên là Vương Thiên, ngay tại phòng khám bệnh thứ tư phía bên phải hành lang. Trương Nguyên Thanh dò hỏi: "Kế tiếp làm như thế nào?" Quan Nhã trầm ngâm vài giây, nói: "Chị đi tra xét trước một phen, thử sâu cạn của hắn, lại quyết định cần gọi điện thoại cho đội trưởng Thỉnh Cầu trợ giúp hay không." Trương Nguyên Thanh tò mò nói: "Chị tính thử sâu cạn hắn như thế nào?" Luôn cảm giác lời của cậu là lạ, lão ti Cơ cười một tiếng, tiếp đó trong mắt sáng lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhạt, đánh giá Trương Nguyên Thanh, nói: "Cậu tố chất thân thể không tệ." khí huyết tràn đầy, lực thái âm trong cơ thể coi như hùng hậu, đại khái tương đương với tiêu chuẩn cấp một trung kỳ. Cậu bây giờ cảm xúc là tò mò, cảnh giác, cùng với định ý nhàn nhạt, nhạt, nhưng không phải đối với chị. Thấy Trương Nguyên Thanh từng chút một há hốc mồm, quan nhã cười lên, quan sát, là kỹ năng của thám báo cấp 1. Chị có thể nhìn thấu tiêu chuẩn đại khái của đối thủ, giới hạn cảnh giới siêu phàm. Trong 10 giây chị chưa đi ra, cậu liền vào theo, trong 10 giây chị nếu đi ra, chúng ta liền gọi điện thoại cầu viện. Cô đeo kính dâm, lắc mông, một lần nữa đi về phía khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh nhìn theo cô tiến vào phòng khám, yên lặng đếm tới 10, thấy quan nhã còn chưa đi ra, lập tức đè thấp vành nón, bắt đầu hành động. Khi hắn quay về phòng khám, quan nhã đang ngồi ở đối diện bác sĩ trẻ tuổi, trao đổi thường thức mang thai với hắn. Các người, nhìn thấy Trương Nguyên Thanh đi mà quay lại, cùng đóng lại cửa phòng, bác sĩ trẻ tuổi nhíu mày. Quan nhã khoanh hai tay trước ngực, cười nói. Chúng tôi là tiểu đội linh cảnh hành giả số 2 ngũ hành minh khu Khang Dương, anh có hiểm nghi luyện chế linh phó trái pháp luật, xin phối hợp điều tra. Bác sĩ trẻ tuổi mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua hai người, cao giọng nói. Tôi không biết các người đang nói cái gì, mời đừng gây trở ngại tôi làm việc, bằng không tôi sẽ cân nhắc báo cảnh sát. Hắn vừa nói, vừa đứng dậy đi về phía cửa, kêu lên, đừng chặn cửa, tôi còn có bệnh nhân. Mắt thấy đối phương đi về phía mình, Trương Nguyên Thanh lặng yên căng lên cơ bắp, chuẩn bị tiến vào trạng thái dạ du bất cứ lúc nào. Trong lòng hắn cũng không hoảng hốt, Quan Nhã đã ở lại chỗ này, nói rõ cô quan sát ra đối phương thực lực không mạnh, bằng vào hai người mình có thể giải quyết. Trương Nguyên Thanh đã chuẩn bị nghênh đón đối phương phản kháng. Nhưng đúng lúc này, hắn thấy bác sĩ trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt bi thương, dùng giọng điệu trầm thấp yêu thương hát lên bài ca. Nhớ lại những khúc chiết kia chúng ta đi qua, chỉ có hai chúng ta người khác không có cách nào hiểu được, em nói em mệt rồi, có thể buông tha em hay không? Nghe tiếng ca bi thương, trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên một sự thương cảm, mỏi mệt, bất đắc dĩ, cùng với hứng thú dã rời khôn kể. Đau khổ dây dưa có ý nghĩa gì? Không bằng buông tay, vì thế yên lặng dịch người ra, không chặn cửa nữa. Quan nhã cạnh bàn làm việc đứng bật dậy, vạn hông, xoay người, quét chân, giày cao vót vang lên cộp cộp. ầm um, bác sĩ trẻ tuổi đang muốn đào tẩu, đòn roi chân mang theo tiếng gió hung hăng quật chúng bên hông, kêu rên bay ngược ra, đập mạnh lên vách tường, Sắc mặt tái nhợt ôm sườn, gục dưới đất. Trương Nguyên Thanh đột nhiên tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái bi thương cùng mỏi mệt. Mình đang nghĩ cái gì? Mình vì sao sẽ mệt mỏi đau thương đối với một người đàn ông? Hắn vẻ mặt mờ mịt, thì ra là nhạc sĩ à? Quan Nhã ngoài cười nhưng trong không cười, anh chẳng những hoài nghi luyện chế linh phó trái pháp luật, hơn nữa chống lại lệnh bắt, sử dụng năng lực thao túng đối phó linh cảnh hành giả chính phủ. Cô nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, bổ sung nói tạo thành tổn thương thật lớn đối với tâm linh nhân viên chính phủ chúng tôi bây giờ chính thức bắt anh bác sĩ trẻ tuổi ôm phần sườn đau đớn sắc mặt tái nhợt các người không thể bắt tôi tôi là người chỉ sát cung chỉ sát cung cùng ngũ hành minh nước giếng không phạm nước sông các người không thể tùy ý bắt tôi quan nhã khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trương nguyên thanh nhỏ giọng hỏi chỉ sát cung chỉ sát cung là một tổ chức linh cảnh hành giả bản địa tùng hải không thuộc chính phủ cung chủ là một vị linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Quan Nhã giải thích, cung chủ tổ chức này là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, từng ký với phân bộ chúng ta hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau. Ngũ hành minh không thể tùy ý bắt, xử trí người của chỉ sát cung. Người tổ chức này tính cách đều rất cực đoan, mỗi ngày treo khẩu hiệu lấy chiến ngăn chiến, lấy giết ngăn giết bên miệng, cung chủ kia càng là tên điên, cho nên chỉ cần bọn họ an phận thủ thường, cao tầng phân bộ chúng ta nguyện ý lui một bước, hài hòa chung sống chương 100, hắn ba, cô không thể vũ nhục cung chủ của chúng tôi. Bác sĩ trẻ tuổi ngầm có ý phẫn nộ nói, điều kiện tiên quyết không xâm phạm lẫn nhau là các người an phận thủ thường, anh đã làm chuyện trái pháp luật, như vậy ai cũng không cứu được anh. Khuôn mặt xinh đẹp của quan nhã như bao phủ xương lạnh, ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này, cô không là lão ti cơ chỉ biết lái xe nữa, mà là người chấp pháp nghiêm khắc lạnh lùng tàn khốc. Không, tôi không trái pháp luật, không luyện chế linh phó, vương thiên trầm giọng giải thích cho bản thân hắn ngồi bệt dưới đất chưa ý đồ đứng dậy sợ rước lấy hai linh cảnh hành giả chính phủ đối đãi thô lỗ cần tôi cho anh nhắc nhở không đứa nhỏ kia trương nguyên thanh cười lạnh nói trong lòng hắn tính toán xử trí người này như thế nào nếu là linh cảnh hành giả làm hết chuyện xấu vậy tự nhiên là diệt cỏ tận gốc nếu chỉ liên quan đến luyện chế linh phó vậy chính là làm việc công dựa theo chế độ của ngũ hành minh sau đó cố gắng để chuyện này giải quyết ở trong tay mình nhưng trong lòng hắn có nghi vấn, thông qua vừa rồi đi ngang qua quan sát, người này tựa như có thể cảm ứng được anh linh, nhưng không thể thiết thực thấy. Nghe được hai chữ đứa nhỏ, vẻ mặt Vương Thiên đột nhiên thay đổi, giật mình nói: "Thì ra là vì chuyện này, các người hiểu lầm rồi, tôi không luyện chế linh phó, tôi chỉ là một nhạc sĩ, không có năng lực luyện chế linh phó, đứa nhỏ kia là một sự ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn? Đúng vậy, nó, nó là đứa con chết non của chị tôi." Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã liếc nhau, Người trước giận tím mặt, anh ngay cả cháu ruột cũng không buông tha. Lời của Trương Nguyên thành tựa như đã chọc giận Vương Thiên, cảm xúc của hắn có chút kích động nói: "Không, tôi nói đó là ngoài ý muốn. Hơn nửa tháng trước, chị của tôi bị ngã ở trong nhà, nước ối vỡ, chảy máu, thai nhi trong bụng ngã bị thương, chị ấy khi đó đã mang thai 7 tháng, bệnh viện lập tức làm mổ bắt con cho chị ấy, nhưng tình huống đứa nhỏ cũng không lạc quan. Vì giữ được đứa nhỏ, tôi hướng tổ chức xin một món đạo cụ muốn mượn lực lượng đạo cụ cứu lại đứa cháu còn chưa sinh ra, nhưng cuối cùng vẫn chết non. Khéo thế nào, món đạo cụ đó giao cho nó linh lực, khiến nó trở thành một cái linh đặc thù. Trương Nguyên thanh thiếu kinh nghiệm cùng kiến thức, nhưng đầu nhìn nhìn quan nhã. Người đẹp con lai suy nghĩ một lát, ừm một tiếng. Nhạc sĩ nghề nghiệp này, tựa như quả thật có năng lực chăm sóc, chị từng xem qua ở trong tư liệu, nhưng không phải kỹ năng giai đoạn siêu phàm. Không phải năng lực giai đoạn siêu phàm, cho nên gã này mới phải hướng tổ chức xin đạo cụ trương nguyên thanh âm thầm suy nghĩ bác sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói các người là bởi vì nghe nói lời đồn ma quái mới tìm tới nhỉ bởi vì món đạo cụ đó nó mãi chưa tiêu tán ngày qua ngày bồi hồi ở trong bệnh viện nó còn nhỏ cái gì cũng không hiểu thậm chí không biết mình là một linh thể nó khát vọng có ai có thể chú ý tới mình bản năng thân cận nữ giới lớn tuổi cho nên ai khí huyết mệt mỏi ngẫu nhiên sẽ cảm ứng được hắn trương nguyên thanh nói cho nên anh liền cái gì cũng không quản. Quản như thế nào, nghề nghiệp nhạc sĩ giao cho tôi linh tính cực cao, tôi có thể cảm ứng được nó. Nhưng tôi không thể giống thần dạ du tiếp xúc linh thể như vậy, không thể trao đổi với nó, điều tôi có thể làm, cũng chỉ có làm bạn với nó, thẳng đến khi linh thể của nó hao hết, hoàn toàn tiêu tán. Khi nói những lời này, trong mắt Phương Thiên Hiện lên một vệt đau thương. Trương Nguyên Thanh không nhịn được, mịt mờ nhìn lướt qua tiểu đậu bị tự tiêu khiển tự vui ở trên bàn. Không có ai thấy được nó, không có ai quan tâm nó ở trong thời gian đã qua nó là giết thời gian tịch mịch như vậy phải không cẩn thận nhấm nuốt lời của vương thái trương nguyên thanh phát hiện tất cả đều rất hợp lý chính bởi vì như thế cho nên bệnh viện ma quỷ quậy phá cho nên anh linh mới sẽ theo gì trẻ lây dính khí thức thần giả du về nhà bản thân nó chính là vô chủ người cậu nhạc sĩ không thể khống chế linh thể trương nguyên thanh nhìn về phía quan nhã hỏi cái nhìn của cô quan nhã khẽ gật đầu Thám báo có thể nhìn thấu một ít lời nói dối vụng về, lời của Vương Thiên này nói, không có sơ hở, không tồn tại nói dối. Quan Nhã hỏi, chị anh tên là gì? Vương Thiến, lấy ra căn cước công dân của anh, kiểm nghiệm xong căn cước của đối phương, Quan Nhã trả lại căn cước cho Vương Thiên, nói. Chúng tôi sẽ xác minh tình huống của chị anh, sẽ báo lên cho tổ chức, để tổ chức liên lạc chỉ sát cung, nghiệm chứng lời của anh. Trong 24 giờ, chúng tôi sẽ lại gọi điện thoại liên lạc anh, trước đó hy vọng anh đừng rời khỏi Tùng Hải. Vương Thiên thở phào, khẽ gật đầu, quan nhã lập tức lấy số điện thoại di động, sau đó dẫn theo Trương Nguyên Thanh rời khỏi. Trương Nguyên Thanh âm thầm chỉ dẫn tiểu đậu bỉ theo bọn họ, chờ ra khỏi khoa phụ sản, lấy cớ vào WC, bắt nó. Không, thu nó về trong thân thể. Trương 101, Vu Cổ Sư 1, tòa nhà thủy tinh 2 tầng, khu làm việc. Trương Nguyên Thanh cùng quan nhã đi lên lầu 2, phát hiện Lý Đông Trạch không ở đây. Lão Ti Cơ Hô, Vương Thái, Đội trưởng đâu? Vương Thái cũng không ngẩng đầu lên, đáp lại, các người mới vừa đi không bao lâu, đội trưởng liền ra ngoài, khu phong huy bên kia phát hiện hành tung Vu cổ sư, đang tổ chức nhân thủ bắt, đội trưởng đáp ứng lời mời đi qua hỗ trợ. Vu cổ sư thành viên linh năng hội, là nối tiếp sự kiện phán quan mắt quỷ, Trương Nguyên thanh nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, "Chị quan nhã, báo cáo nhiệm vụ do tôi viết đi." Đội trưởng không có mặt thì không cần giáp mặt báo cáo, mà báo cáo hình thức văn bản tính có thể thao tác rất cao. Rất hiểu chuyện đấy, quan nhã cũng vui vẻ nói, Vương Thái, thay tôi đều lấy tin tức hồ sơ nhân viên chỉ sát cung. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh gõ bàn phím lách cách, từ chỗ quan nhã học tập được rất nhiều tinh túy viết báo cáo, hắn rất am hiểu kỹ xảo sáng tác tránh nặng tìm nhẹ nói lời thừa hết bài này đến bài khác. Bảo đảm Lý Đông Trạch thô sơ giản lược liếc qua một lần, liền mất đi tâm tình đọc kỹ. Nô dịch linh thể là trái pháp luật, nhưng tiểu đậu bỉ có được trí tuệ nhất định, không phải các linh thể giải ra còn sót lại tinh thần lực kia. Bóp chết nó, liền giống như bóp chết sinh mệnh, Trương Nguyên Thanh quyết định lưu lại anh Linh, bồi dưỡng thật tốt. Toàn bộ buổi trưa cùng buổi chiều, Trương Nguyên Thanh đang học tập trí thức linh cảnh, đặc tính các nghề nghiệp lớn, giới thiệu vượt qua của tổ chức tà ác cùng tổ chức chính phủ. Trong lúc đó lại nhảy nói chuyện phiếm với quan nhã, lão ti cơ tỏ ra rất vui vẻ, bởi vì Nguyên Thủy không nhàm chán như Vương Thái. Vương Thái cũng rất không vui, bởi vì bọn họ quá ồn ào tới gần tan tầm trương nguyên thanh nhận được điện thoại của lý đông trạch đội trưởng chuyện bệnh viện bình thái đã giải quyết báo cáo nhiệm vụ tôi đã gửi đến hòm thư của anh cậu ở đơn vị không lý đông trạch trực tiếp lướt qua chuyện báo cáo nhiệm vụ đúng vậy đang chuẩn bị tan tầm cậu ở lại một chút tôi phái xe qua đón cậu có chuyện cần phiền toái cậu chuyện gì trong lòng trương nguyên thanh có suy đoán khu phong huy bên này đã xảy ra chiến đấu giữa linh cảnh hành giả một chết một bị thương cần cậu lại đây hỏi linh lý đông trạch bên kia thanh âm ồn ào tựa như có người đang khắc khẩu quả nhiên là thế hắn đã biết là hỏi linh đội trưởng tìm mình khẳng định sẽ không là cầu viện mà phương diện khác hắn cũng không giúp được dù sao hắn vẫn là đứa nhỏ thần dạ du khu phong huy đâu thái nhất môn ở mỗi một đại khu của tùng hải đều sắp xếp thần dạ du khu khang dương bên này là viên đình khu phong huy tự nhiên cũng sẽ có người chết là một vu cổ sư linh thể của vu cổ sư có tiếng tà dị hung ác điên cuồng mà vị vu cổ sư kia còn có chút không tầm thường, vệ linh phiêu lưu có hơi lớn. Thần dạ du thái nhất môn không muốn mạo hiểm, nổi lên tranh chấp với đồng nghiệp của chúng ta ở khu phong huy. Trong thanh âm lý đông trạch lộ ra sự trầm thấp, nói xong, tiếng ồn ào bên kia điện thoại càng thêm kịch liệt. Linh thể vu cổ sư, Trương Nguyên Thanh nghe vậy vui vẻ, mấy ngày nay xem tư liệu không ít nghề nghiệp, nếu là dựa theo tinh thần lực phân chia, thần dạ du cùng ảo thuật sư đặt song song hạng nhất, vu cổ sư đứng sau thế này có thể tăng lên rất nhiều kinh nghiệm. Chẳng qua, Trương Nguyên Thanh Nhíu mày nói, Thái Nhất Môn cũng là tổ chức chính phủ, đây là chuyện trong phạm vi chức trách, không có ai quản nó sao. Cho dù có phiêu lưu, nhưng đã hưởng thụ phúc lợi cùng đãi ngộ của tổ chức, nên làm việc mà không phải ngồi không ăn bám. Thái Nhất Môn khác với ngũ hành minh, số lượng thần giả du thưa thớt, trưởng lão hội ở Kinh Thành, đội trưởng thần giả du các đại khu đều là cung cấp. Trong giọng nói của Lý Đông trạch lộ ra sự bất đắc dĩ. Trách cứ đương nhiên có thể, nhưng muốn đánh báo cáo cho kinh thành tùng hải không có người hiện quản sau chuyện khẳng định sẽ trách cứ nhưng trước mắt cần làm việc trước mà bởi vì linh thể vu cổ sư hung tàn thần dạ du khu khác sẽ không mạo hiểm vì sự kiện khu trực thuộc người khác lúc này tầm quan trọng của thần dạ du của bản thân ngũ hành minh liền nổi bật lên tôi lập tức qua đó trương nguyên thanh nói lúc này hắn mơ hồ nghe thấy trong loa có người nói chuyện lý đông trạch anh làm như vậy không ổn tuy tôi rất cần hỏi linh nhưng cậu ta vẫn là cấp 1. Lời nói im bặt dừng lại, Lý Đông Trạch cúp điện thoại. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại, lão thi cơ xoay ghế làm việc, xoay người lại, cười nói. Nghe tiếng, giống Lý Nguyên Phương đội 2. Đội 2 khu phong huy thời gian rất lâu chưa lập công, công trạng luôn đội sổ, cho nên thần giả dạ du khu đó mới làm mình là mẩy như vậy. chương 102, Phu Cổ Sư 2, Lý Nguyên Phương, tên rất hay, trong lòng Trương Nguyên Thanh lầm bẩm Quan Nhã bổ sung nói, đội trưởng đội 2 khu phong huy cũng là người của bạch hổ binh chúng chúng ta. Lão ti cơ nháy mắt, cô ấy là ám chỉ mình, phải làm quan hệ tốt với các trung tầng của bạch hổ binh chúng, ban ơn lấy lòng. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt phức tạp nói, chị Quan Nhã, chị đối với tôi tốt như vậy, có phải đã yêu tôi, muốn trâu già gặm cỏ non hay không? Phốc, Vương Thái Cách bàn đang uống nước, lập tức phun ra. Hắn có chút hoảng sợ nhìn hai vị đồng nghiệp, bọn họ qua lại từ khi nào, mình thế mà hoàn toàn chưa phát giác. Châu già, quan nhã dựng ngược lông mày lá liễu, cái chán trơn bóng nổi lên gân xanh, cắn cánh môi nở nang, nguyên thủy, chị cảm thấy trước khi xe đội trưởng trở về, chúng ta còn có một chút thời gian chiến đấu. Tôi sai rồi, Trương Nguyên Thanh có được giãn được. Xe MPV màu đen lái vào văn phòng cảnh sát khu phong huy, xuyên qua thủy tinh cửa sổ xe, Trương Nguyên Thanh thấy Lý Đông Trạch chống gậy, sớm chờ ở trước tòa nhà làm việc. Sau khi xuống xe, hai người gật đầu ra hiệu, sau đó cùng nhau tiến vào tòa nhà làm việc. Vài phút sau, đi vào phòng đặt xác. Ngoài phòng đặt xác, trong hành lang rộng rãi sáng ngời đã tụ tập 78 linh cảnh hành giả, Trương Nguyên Thanh tùy ý nhìn quét qua, căn cứ vẻ ngoài, khí chất đối phương, suy đoán nghề nghiệp của bọn họ. Vạm vỡ, thoạt nhìn rất nóng nảy, hỏa sư không chạy được. Chim đứng trên vai là nghề nghiệp gì? Ừm, đội trưởng từng nói, một yêu bách hoa hội nhiệt tình yêu thương động vật. Vẻ mặt chất phác nhìn qua là biết thổ quái vẻ mặt những linh cảnh hành giả này đều có chút phẫn uất. Cuối cùng, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía người đàn ông trung niên đi lên đón, người này khoảng 40 tuổi, đôi mắt hõm sâu, mũi ưng môi mỏng, cho người ta cảm giác sắc bén mà nghiêm túc. Giới thiệu một lần, vị này là đội trưởng đội 2 khu phong huy, thám báo cấp 3, ID linh cảnh là đại đường Lý Nguyên Phương. Lý Đông Trạch khi giới thiệu ID đối phương, khóe miệng nổi lên ý cười. Lý Đông Trạch, anh hận không thể mỗi ngày hướng người khác giới thiệu ID linh cảnh của tôi. Người trung niên thở dài, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một nụ cười. Mấy năm trước si mê phim bối cảnh đại đường, liền đặt cái tên này. Cậu chính là thần giả dạ du bạch hổ binh chúng chúng ta mới chiêu mộ nhỉ, trẻ tuổi, tuấn tú lịch sự. Không biết có ai tên Địch Nhân Kiệt hay không, hai người gặp nhau nhất định rất xấu hổ, không, rất khôi hài. Trương Nguyên Thanh cố nhịn cười, nhiệt tình bắt tay với đối phương, một câu một tiếng chào đội trưởng. Điều này làm nụ cười trên mặt Lý Nguyên Phương càng đậm hơn vẫn là thần dạ du của bản thân chúng ta tốt. Cảm khái một câu, hắn nói tiếp, tình hình sự việc nghe Lý Đông Trạch nói rồi nhỉ. Rất xin lỗi, thần dạ du thái nhất môn chú khu phong huy từ chối hỏi Linh, chúng tôi không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ từ cậu. Người trẻ tuổi vạm vỡ hừ lạnh một tiếng, cho dù cắn nuốt phu cổ sư có phiêu lưu, nhưng cũng không đến mức lấy mạng người ta, chẳng lẽ chúng ta một đường chém giết với nghề nghiệp tà ác, thì không có phiêu lưu. Thần dạ du thái nhất môn luôn cao cao tại thượng, Mỗi lần tìm bọn họ làm việc, như là chúng ta cầu bọn họ." Người trẻ tuổi có con chim đứng trên vai cười nói, "Cho nên nói, vẫn là người một nhà tốt." Lý Nguyên Phương khoát tay, cắt ngang cấp dưới bực tức, trầm ngâm nói, "Tuy Lý Đông trạch từng cam đoan với cậu, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, Vu Cổ sư tinh thần lực cực kỳ cường đại, hơn nữa hỗn loạn cuồng bạo, mà người chết kia là Vu Cổ sư cấp 3. Linh thể hắn lưu lại cực kỳ nguy hiểm, cậu có nắm chắc sao?" mấy đội viên lập tức nhìn về phía trương nguyên thanh ánh mắt bao hàm chờ mong trương nguyên thanh gật đầu không có vấn đề tôi có nắm chắc các linh cảnh hành giả khác của khu phong huy lộ vẻ mặt vui mừng lý nguyên phương vẻ mặt khẽ thả lỏng ánh mắt nhìn trương nguyên thanh hơn vài phần tán đồng làm phiền rồi hắn gật đầu nói lý đông trạch lập tức dẫn trương nguyên thanh tiến vào phòng đặt xác cũng đóng cửa lại chắn các đồng nghiệp khu phong huy chờ mong tiến vào vây xem ở bên ngoài lý đông trạch chống gậy đi đến trước một cái xe đặt xác bằng thép, lật lên vải trắng đắp ở trên thi thể. Thấy thi thể dưới vải trắng, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thi thể này có một mái tóc ngắn màu xanh lục, làn da màu nâu đậm thô ráp dẻo dai, khuỷu tay, đầu gối các khớp xương bao trùm chất sừng thật dày, tựa như giáp trụ, móng tay màu đen, phía cuối bén nhọn gấp khúc, ẩn chứa kịch độc. Làn da phần mặt của hắn cũng là màu nâu đậm, con người tàn dã ảm đạm dựng thẳng như mắt rắn, trong mắt là màu hổ phách chương 103, Phu Cổ Sư ba Lý Đông Trạch một tay chống gậy, giải thích. Phu Cổ Sư cảnh giới siêu phàm có hai thủ đoạn lớn, một là nuôi cổ, lợi dụng cổ trùng giết người trong vô hình. Hai là đồng hóa với cổ, căn cứ đặc tính cổ trùng, đạt được một hạng năng lực, do đó nâng cao năng lực chiến đấu cận thân. Ví dụ như năng lực tự lành, sinh mệnh lực, lực lượng, tốc độ, độc tính. Trương Nguyên Thanh Cảm Khái nói, nghe qua rất mạnh, không hổ là nghề nghiệp tà ác. Đáng giá nhắc tới, trong nghề nghiệp linh cảnh bản thổ, phu cổ sư, ảo thuật sư, mê hoặc chi yêu đều là nghề nghiệp hàng đầu, đặt song song với thần giả du. Cho nên nghề nghiệp tà ác chỉ có ba loại, hơn nữa số lượng không thể so sánh với linh cảnh hành giả của chính phủ. Lý Đông Trạch nói, hắn là bị giết ở lúc hóa cổ, thân thể vẫn bảo trì bộ dáng này, ai, chết không tao nhã một chút nào. Chính bởi vì dung hợp với cổ trùng, cho nên linh thể tràn ngập lệ khí cùng thú tính, ô nhiễm tinh thần rất lớn, đây cũng là nguyên nhân thần dạ du thái nhất môn không muốn động vào. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, hắn có chảy phục ma hộ thể, không sợ ô nhiễm tinh thần. Lý Đông Trạch tiếp tục nói, giao thủ với hắn cũng là vô cổ sư, người của chúng ta sau khi chạy tới, đã đánh chết một người, tên còn lại bị thương đào tẩu. Bước đầu hoài nghi, người này có thể là thành viên linh năng hội, hoặc là cấp dưới của hắc vô thường. Nắm chặt thời gian đi, xem xem lần này có thể đạt được manh mối gì tôi nghĩ các đồng nghiệp đội hai bên ngoài đã sốt ruột không chờ nổi nữa trương nguyên thanh gật gật đầu mở ra ô vật phẩm lấy ra chày phục ma giao cho lý đông trạch tiếp theo đi đến cạnh thi thể giống hình người đánh thức tinh thần lực lưu lại ngủ say trong thân thể này một bóng dáng hư ảo chậm rãi trồi lên trong bộ mặt dại ra lộ ra hung ác điên cuồng cùng âm chầm so với linh thể của u hướng vinh còn cuồng bạo hơn đã muốn ăn nó lại không muốn ăn nó trương nguyên thanh yên lặng thở dài đáy mắt chợt toát ra hào quang màu đen dinh dính, chiếm cứ hốc mắt, há mồm hít một cái, nuốt linh thể vào bụng. Mỹ tâm căng lên đau đớn một phen, vô số ký ức hỗn loạn hiện lên ở trong đầu. Những ký ức này tán phá hỗn độn, Trương Nguyên Thanh nửa xem nửa đoán hiểu biết được bộ phận tình huống cuộc đời của người chết. Vị vu cổ sư này ở trước khi trở thành linh cảnh hành giả, là không có việc làm, rất thích đấu đá, chuyên môn thay một ít công ty tài chính cho vay nặng lãi thu nợ, bảo kê ở quán ăn đêm, chơi tiên nhân khiêu sao, bức bách phụ nữ tới từ nơi khác bán xuân vân vân. Chuyện xấu làm hết, sống lại rất đặc sắc đầy đủ. Nhân duyên tế hội, được linh cảnh yêu ái, thẻ nhân vật từ trên trời rơi xuống, trở thành linh cảnh hành giả. Hắn đặt cho mình cái tên pháp ngoại cuồng đồ, sau khi trở thành linh cảnh hành giả, nhiệt tình làm từ thiện, khi tích lũy được giá trị đạo đức nhất định, liền bắt đầu giết chóc người thường, hiếp dâm, phát tiết ác nghiệm đáy lòng. Những ký ức tàn phá hỗn độn này đối với Trương Nguyên Thanh mà nói là đau đớn, tam quan của hắn chịu chấn động mãnh liệt, khí chất tàn bạo miệt thị tất cả nảy sinh ở trong lòng. Lúc này, hắn đã đọc được ký ức có tính mấu chốt. Trong một gian phòng trà trang hoàng xa hoa, người đàn ông nửa trên khuôn mặt bị mặt nạ bằng bạc bao trùm ngồi ở cạnh bàn tròn thủy tinh, thưởng thức nước trà trong chén gốm sứ. Hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh bên kia bàn tròn, nói. Phán quan mắt quỷ đã chết, vị trí hội trưởng khu Đông Linh Năng Hội, ngoài chủ nhân ra còn ai nữa? Hai vị phó hội trưởng tranh nhiều năm như vậy, cuối cùng mọi chuyện đã xong rồi. Phán quan mắt quỷ là chết như thế nào? Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng của ký chủ, cái này không phải chuyện cậu nên biết, người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ánh mắt hung dữ. Xin lỗi, chấp sự đại nhân, người đàn ông đeo mặt nạ ánh mắt chuyển sang mềm mại, rót cho hắn một chén trà, nói. Hắc vô thường mang theo chén thánh cùng danh sách trốn đi, chén thánh là đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp vu cổ sư, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, danh sách hội tụ nô bộc phán quan mắt quỷ nhiều năm qua thu phục. Nắm giữ danh sách thì có thể nắm giữ lượng lớn linh cảnh hành giả, hai món đồ đều cực kỳ quan trọng. Cuồng Đồ, cơ hội lập công của chúng ta tới rồi, trợ giúp chủ nhân tìm ra Hắc Vô Thường, chỉnh hợp thực lực phân hội khu Đông, chúng ta liền có thể chống lại phân hội Tùng Hải của Ngũ Hành Minh. Như vậy chấp sự đại nhân, tôi nên làm như thế nào? Pháp ngoại Cuồng Đồ hít thở thoáng rồn rập, giọng điệu âm thầm có ý hưng phấn. Tôi có một phần danh sách, là bộ hạ của Hắc Vô Thường, cậu dựa theo danh sách đi tìm có lẽ có thể tìm được chỗ hắc vô thường ẩn thân. Đương nhiên, người trên danh sách sớm đã trốn đi, bọn họ phân biệt là hoành hành vô kỵ thiên đạo bất công, ông giết người không chớp mắt, thiếu phụ rất ngọt nước, thân phận đối ứng trong hiện thực là. chương 104, gắp lửa bỏ tay người một Một luồng ánh sáng màu vàng chói là chiếu vào thức hải, lệ khí trong lòng trương nguyên thanh tiêu tán, từ trong trạng thái hỏi linh dẫy thoát ra, thấy lý đông trạch quần áo không chỉnh tề, đồng thời cảm nhận được cả người mình đau đớn, như là ăn đòn cực kỳ tàn ác. Thật là, mỗi lần cắn nuốt linh thể nghề nghiệp tà ác, thần dạ du sẽ phát cuồng. Lý Đông chạch ném chảy phục ma lại cho Trương Nguyên Thanh, sau đó sửa sang lại quần áo, lại từ trong túi áo lấy ra một túi khăn ướt đưa qua, nói, lau máu mũi một chút, cần giữ sự tao nhã mọi lúc. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận khăn ướt, lau sạch sẽ vết máu mũi, trước mở ra giao diện thuộc tính nhìn một lần, đã tăng thêm 5% giá trị kinh nghiệm, bây giờ giá trị kinh nghiệm của hắn là 52%. Tiếp theo, hắn xem lại kỹ càng một lần mảnh vỡ ký ức. Phân hội khu Đông Linh năng hội có hai vị phó hội trưởng, một vị là phán quan mắt quỷ, một vị khác là cấp trên của cấp trên của pháp ngoại cuồng đồ. Hai vị phó hội trưởng đấu đá vì vị trí hội trưởng, tranh đấu gay gắt nhiều năm, sau khi phán quan mắt quỷ chết, vị phó hội trưởng kia ý đồ đạt được chén thánh cùng danh sách, tiếp thu di sản của đối thủ cạnh tranh, chỉnh hợp phân hội khu Đông. Cho nên cũng đang tìm kiếm hắc vô thường, thế lực của Linh năng hội rất khổng lồ a. À? riêng là phân hội khu đông, đã có hai vị phó hội trưởng, đều là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Trương Nguyên Thanh lấy lại bình tĩnh, nói, đội trưởng, tôi đã phát hiện manh mối trọng đại. Lập tức mang danh sách nhìn thấy trong đoạn ngắn ký ức báo cho Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch vừa nghe, vừa gật đầu, khi nghe được danh sách, mắt chợt sáng ngời. Tốt lắm, phi thường tốt, có phần danh sách này, chúng ta có thể châm trích điều tra, không đến mức giống như ruồi bỏ không đầu. Quả nhiên hiểu biết kẻ địch nhất, vẫn là bản thân kẻ địch trương nguyên thanh trầm ngâm nói tôi luôn cảm thấy là lạ đầu tiên là u hướng vinh lại là pháp ngoại cuồng đồ giống như có người lại đưa manh mối cho chúng ta lý đông trạch cười nói cậu rất có ý tưởng như vậy đi viết một phần báo cáo phân tích cho tôi đây là kiểm nghiệm đối với năng lực của cậu tao nhã quái anh như vậy sẽ mất đi tôi sắc mặt trương nguyên thanh lập tức giải ra khời cho lý nguyên phương đội hai của bọn họ lập công lớn rồi lý đông trạch cảm khái một câu không nói nữa chống gậy đi về phía cửa, mở ra cửa sắt. Thành viên đội 2 trong hành lang lập tức tràn lên, Lý Nguyên Phương sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc mang theo vài phần chờ mong, hỏi. Thế nào, có manh mối gì? Lý Đông Trạch mỉm cười nói, đạt được một phần danh sách thuộc hạ của Hắc Vô Thường, đội 2 các người lập công rồi. Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Nguyên Phương tràn ngập nụ cười. Các đội viên đội 2 bất ngờ không thôi, nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt. Phân lượng của phần danh sách này có thể nghĩ mà biết, danh sách càng quan trọng, công lao bọn họ càng lớn, toàn đội được lợi. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, nhưng tính chân thật của danh sách còn chờ nghiệm chứng. Lý Nguyên Phương trầm ổn gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh phía sau Lý Đông Trạch, nói. Chờ phần thưởng phát xuống, chúng tôi sẽ rút ra 10% bồi thường cậu, đa tạ. Giọng điệu ôn hòa bất ngờ. Tiếp theo, vẻ mặt hắn hâm mộ cảm khái nói, đội trưởng Lý vận may rất tốt nha. Ánh mắt các thành viên đội 2 nhìn Trương Nguyên Thanh tràn ngập thiện ý cùng tán đồng không có ai phản đối ý tưởng bồi thường của đội trưởng, cho rằng đây là thứ Trương Nguyên Thanh nên đạt được. Bữa tối, Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn ăn, hưởng dụng đồ ăn bà ngoại làm. Giang Ngọc Nhị vừa ăn cơm, vừa lướt video ngắn, cô mặc là một cái áo len màu hồng, trên mũ liền áo có hai cái tai lớn sủ lông. Nhớ rõ gì trẻ lúc 18-19 tuổi, thích siêu tầm tất gen, váy ngắn các thứ, để biểu hiện sức quyến rũ trưởng thành của mình. Sau khi qua sinh nhật 25 tuổi, phong cách quần áo liền bắt đầu thiếu nữ hóa, tự xưng là tiểu cô nương tiểu tiên nữ. Tuổi càng lớn càng thích giả non, ăn cơm đừng chơi điện thoại di động. Bà ngoại quản giáo nói, chơi một lát thôi, dì trẻ làm nũng nói, cô ăn đồ ăn, nói. Nguyên tử à, dì hôm nay ở bệnh viện nhìn thấy một cô nàng con lai, dáng người tuyệt cấp 1. bề ngoài còn xinh đẹp, mày có biết chồng người ta lớn thế nào không? Cô nàng con lai đó chẳng những dáng người tuyệt, còn rất giỏi lái xe. Trương Nguyên Thanh phối hợp hỏi, bao nhiêu, còn là sinh viên đó, Dì trẻ vẻ mặt chán ghét nói, lại nhìn mày xem, độc thân đến bây giờ, một chút tiền đồ cũng không có. Chính gì không phải cũng độc thân, dựa vào cái gì nói cháu. Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, mày biết gì, dì, dì trẻ độc thân là giữ mình trong sạch, mày độc thân, chính là không có tiền đồ. Một quyền này của dì Tây Sở Bá Vương cũng không chống đỡ được. Trương 105, gắp lửa bỏ tay người hai. Bà ngoại nghe vào trong tai, săn dậy con gái, con còn có mặt mũi nói nguyên tử, nó bây giờ lấy việc học làm trọng, có cái gì sai? Còn giữ mình trong sạch, con muốn làm thánh nữ sao? Cuối tuần tiếp tục xem mắt cho mẹ đi, không bảo con lập tức kết hôn, ít nhất tìm bạn trai trước. Dì trẻ gắp lửa bỏ tay người, dẫn đầu mâu về phía cháu trai, vậy con còn chưa vào biên chế đâu, con cũng phải lấy sự nghiệp làm trọng, cháu nội mẹ 30 tuổi, không phải cũng chưa có đối tượng. Bà ngoại vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, nhìn về phía Trần Nguyên Quân, trầm ngâm nói. Nguyên Quân à, Bà nội lại sắp xếp cho cháu một lần xem mắt đi, lần trước đưa ảnh chụp cháu cho nhà gái, người ta nói với bà không tìm người lớn tuổi, bà nội liền cảm thấy nhà họ không có mắt. Bà Bảo Ngọc nhi sửa ảnh chụp của cháu trẻ tuổi chút. Khóe miệng anh họ giật giật, theo thói quen nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: "Bà nội vui là được, nhưng cháu cảm thấy, nguyên tử mấy ngày nay luôn ban ngày ngủ buổi tối chơi game, căn bản không để việc học ở trong lòng. Đại học cũng không phải điểm cuối của học tập, mà là điểm khởi đầu tiến vào xã hội." Cô lớn ở nước ngoài, bà nội liền càng nên giám sát nguyên tử, PS5 vẫn là đập đi. Bà ngoại vừa nghe, cảm thấy có lý, giận mà gian dậy, cả ngày chỉ biết chơi game, cháu cái đứa không có tiền đồ này, cứ phải ép bà đập máy chơi game của cháu sao. Không phải, anh ơi cầu quá rồi. Trương Nguyên Thanh ra đầu phát tê, thấy bà ngoại bắt đầu lại nhảy, hắn lặng lẽ triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, sai khiến nó bỏ đến trên đầu ông ngoại, lại lắng động lại cảm xúc, tự mình thao tác, đổi đi thính lực của ông ngoại. Bà ngoại, Bà nhìn ông ngoại, cái gì cũng không quản, để một mình bà lo liệu cái nhà này, thế này không công bằng. Dì trẻ cùng anh họ kinh ngạc liếc hắn một cái, thằng nhãi này hôm nay to gan gớm. Bà ngoại nghe vậy, nhất thời nhìn về phía ông ngoại, nhíu mày nói, lão Trần, ông cũng nói vài câu. Lão Trần, lão Trần, đỉnh đầu ông ngoại có đứa trẻ con mũ mĩm đáng yêu bám lên, mắt điếc tai ngơ, lặng lẽ ăn cơm. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ thu hồi tiểu đậu bỉ, ông ngoại chợt ngẩng đầu, như là mới nghe được có người gọi mình nhíu mày cái gì nói chuyện với ông đó bà ngoại cả giận nói tôi chưa nghe thấy ông có ý tứ gì giả điếc với tôi suốt ngày chỉ biết đi dạo chơi cờ xem tv chẳng lẽ tôi là người hầu của trần gia ông sao mặc kệ con gái mình mặc kệ cháu nội mặc kệ cháu ngoại tôi xem như biết bại hoại gia tộc kia di truyền ai rồi tính tình nóng nảy của bà ngoại bộc phát không thể vãn hồi trương nguyên thanh cúi đầu ăn cơm ẩn sâu công cùng danh quán cà phê thú cưng Moss, cửa rèm cuốn khép hờ, trong cửa hàng ánh đèn tối tăm, phần sáng màu vỏ quất cùng sàn gỗ du, hỗn hợp ra bầu không khí thư giãn trầm tính. Nhân vật cấp chấp sự khu Phong Huy, khu Khang Dương, khu Kim Giang, khu Phổ Minh tụ tập một chỗ, tổng cộng 11 người, bọn họ tụ lại ở cạnh bàn tròn, trong tay bưng cà phê nóng hôi hổi. Không hề nghi ngờ, đây là một lần hội nghị cao tầng mà có thể triệu tập chấp sự lại đây họp, nhất định là nhân vật cấp trưởng lão. Dưới đèn treo màu vỏ quất, chính giữa bàn tròn, một con chó pú đồ lông quan hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang ngồi, miệng nói tiếng người. Nhân viên đều đến đông đủ rồi, tôi nói ngắn gọn, việc phán quan mắt quỷ ngã xuống liên lụy trọng đại, mọi người mấy ngày nay có thu hoạch gì? Vị này là trưởng lão Bách Hoa Hội, một trong những người phụ trách sự kiện phán quan mắt quỷ, hắn quản lý toàn bộ đội ngũ linh cảnh hành giả bốn khu lớn kể trên, là nhân vật thực quyền có thể trực tiếp hướng minh chủ báo cáo công việc. Chấp sự khác chưa nói gì, chấp sự khu phong huy nâng tay thanh âm trầm thấp nói người dưới trướng tôi hôm nay đã đánh chết một gã vu cổ sư xác nhận là người của cổ vương cùng từ trong trí nhớ của linh thể đạt được một phần danh sách hắn lập tức công bố nội dung danh sách trong con mắt như hạt đậu của chó cú đồ lông quan lộ ra nét khen ngợi làm tốt lắm ưm, linh thể vu cổ sư cuồng bạo dị thường thần dạ du thái nhất môn hỏi linh cần trả giá không nhỏ để sau cho bồi thường chấp sự khu phong huy gật gật đầu hắn bổ sung nói Tôi cho rằng sự kiện U hướng Vinh không phải ngẫu nhiên, hắn là mồi cổ vương thả ra, để chúng ta biết được sự kiện phán quan mắt quỷ ngã xuống. Phu cổ sư hôm nay đánh gục cũng là thủ hạ của cổ vương, hắn muốn mượn lực lượng tổ chức chúng ta tìm ra hắc vô thường. Cổ vương là một vị phó hội trưởng khác của khu đông linh năng hội, hắn cùng phán quan mắt quỷ tranh đoạt vị trí hội trưởng không phải ngày một ngày hai. Hai bên thế như nước với lửa, chương 106, gắp lửa bỏ tay người ba. Khi mục tiêu giống nhau, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành bạn. Nhưng chén thánh xa ngã gieo hại vô cùng, phải do tổ chức chúng ta bảo quản, tuyệt không thể rơi vào trong tay cổ vương. Đôi mắt hạt đậu của chó pú đồ lông quân nhìn quét mọi người, nói. Người khác có gì bổ sung, các chấp sự yên lặng ghi nhớ danh sách, một vị nữ chấp sự nhíu mày nói. Ví dụ triệu anh quân đáng giá chúng ta cảnh giác, tôi đề nghị đối với toàn bộ thành viên phân bộ Tùng Hải, bao gồm thần dạ du của Thái Nhất Môn làm một lần sàng lọc điều tra, bên trong có lẽ tiềm tàng quân cờ của linh năng hội. Chó pú đồ lông quan trầm ngâm vài giây, chậm rãi gật đầu, nếu như vậy, phải vận dụng, hổ phù, tôi sẽ hướng nguyên soái đệ trình xin. Nói xong việc chính, chó pú đồ xoay đầu, nhìn về phía phó thanh dương đồ tây màu trắng, lặng lẽ không nói, nói. Tôi nghe nói cậu gần đây mời chào được một vị thần giả du tiềm lực không tệ, vượt qua đường hầm xà linh. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, sau đó bổ sung, u hướng vinh cũng là hắn giết chó phú đầu lông quan nói mấy ngày trước trưởng lão hồng anh của thái nhất môn liên hệ tôi hy vọng đòi vị thần giả du kia qua đó tôi biết tôn trưởng lão từng nói không cần thằng nhóc kia nhưng ngũ hành minh cùng thái nhất môn dù sao cũng là từng ký hiệp nghị phương diện nhân sự về trưởng lão hồng anh quản tôn trưởng lão nói không tính thanh dương cậu ý kiến thế nào phó thanh dương thản nhiên nói từ chối cô ấy là được nếu trưởng lão ngài không tiện tôi tự mình gọi điện thoại một vị chấp sự bách hoa hội lập tức cười nói, không phải việc gì to tát, đơn giản chỉ một thần dạ du, cho thái nhất môn cũng không sao, nhân tình của trưởng lão Hồng Anh không phải càng thêm đáng giá. Hơn nữa, chúng ta mỗi khu đều có thần giả dạ du thái nhất môn tỏa chấn, lúc cần bọn họ làm việc, không phải cũng tích cực phối hợp sao, đúng không, lão trương? Lão trương chính là chấp sự khu phong huy, chấp sự khác giữ sự trầm mặc không phát biểu ý kiến ở trên loại vấn đề mẫn cảm này. Thấy mọi người nhìn qua, Lão Trương nhíu nhíu mày, nói. Đã là người của Phó Bách Phu Trưởng, phương diện điều động nhân viên tôi sẽ không phát biểu cái nhìn, nhưng thái độ làm việc của thần giả du thái nhất môn, tôi muốn phản hồi một lần. Hôm nay đánh gục tên vô cổ sư kia, không phải thần giả du thái nhất môn hỏi Linh, hắn lấy trạng thái không tốt làm lý do, từ chối không phối hợp. Đội trưởng dưới trướng tôi không có cách nào, liền cầu đến chỗ đội hai khu Khang Dương, ai, người ta một cuộc điện thoại đã chạy tới, không có bất cứ oán giận gì, cậu ta còn chỉ là thần dạ du cấp 1. Cá nhân tôi cho rằng, thần dạ du nhà mình cùng thần dạ du nhà người khác, vẫn là có khác nhau. Phó Thanh Dương ngẩn ra một phen, hắn cũng không biết chuyện này. Nghe xong Lão Trương nói, mấy vị chấp sự đều tự phát biểu ý kiến. Tôi cảm thấy lưu lại đi, Thái Nhất Môn cũng không thiếu một vị thần dạ du. Bây giờ là lúc dùng người, người một nhà càng đáng tin hơn. Chấp sự bách hoa hội vẻ mặt xấu hổ, không nói nữa. Chó pú đồ lông quanh gật gật đầu. Vậy thì lưu lại, không anh trưởng lão bên kia, tôi đi từ chối. Thanh Dương, linh quân của Thái Nhất Môn, mấy ngày nữa sẽ dẫn đội đến Tùng Hải, giúp đỡ chúng ta lùng bắt hắc vô thường. Hai cậu cùng thế hệ, ngày thường thân cận, lại là một trong tứ công tử, cậu đi tiếp đái một phen. Phó Thanh Dương vâng một tiếng. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh Thu được tin nhắn của quan nhã. Vương Thiên đã vượt qua xác minh thân phận, không có vấn đề. Đã là ngoài ý muốn, Vậy không tính là luyện chế linh phó trái pháp luật. Tốt, cậu đi bệnh viện một chuyến đi, bảo Vương Thiên điền một phần hồ sơ linh cảnh hành giả, một phần giấy cam đoan, trở về lưu trữ, dù sao đây là vụ án của cậu. Được, thực ngoan, vậy chị lại cho cậu một cái đề nghị, cậu gia nhập tổ chức chính phủ một đoạn thời gian rồi, đã tới lúc khai thác mối quan hệ cùng con đường của chính cậu. Chỉ sát cung là tổ chức dân gian tương đối có sức ảnh hưởng ở Tùng Hải, có thể thử thu Vương Thiên làm người cung cấp thông tin tương lai nói không chừng có thể đặt quan hệ với chỉ sát cung ý kiến hay như vậy về sau bà xã sẽ không khó xanh nữa ha ha cậu thực hài hước ừm nói đi cũng phải nói lại thời gian cậu lần thứ hai tiến vào linh cảnh có phải sắp tới hay không hy vọng đừng là cấp s nữa hẳn là không đến mức nhưng nói từ trên xác suất không phải không có khả năng chị cùng đội trưởng đều rất chờ mong biểu hiện của cậu ở trong linh cảnh lần thứ hai vì sao linh cảnh một người khảo nghiệm thiên phú linh cảnh nhiều người là rèn luyện năng lực, có thể trình độ nguy hiểm của phó bản không bằng linh cảnh một người, nhưng ở nơi đó cậu sẽ gặp phải linh cảnh hành giả khác, sẽ gia tăng rất nhiều nhân tố không xác định, lúc này, tố chất tổng hợp của một người như thế nào, lập tức liền thể hiện ra. chương 107, Tam Đạo Sơn Nương Nương một Ở trong nói chuyện phiếm câu được câu không, Trương Nguyên Thanh rửa mặt kết thúc, ngồi vào bàn ăn. Mày nói chuyện phiếm với tiểu yêu tinh nào thế? Gì trẻ hóng hớt ghé qua? Liên quan gì tới gì? Trương Nguyên Thanh ấn đầu cô, đẩy một cái. Giang Ngọc Nhị buồn bực khởi sướng pi cây. Trương Nguyên Thanh không chút nào khiếp nhược ứng chiến. Sau đó hai người cùng nhau bị bà ngoại tính tình nóng nảy chân áp. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưới chai cùng khẩu trang ra ngoài, gọi xe đến bệnh viện Bình Thái. Trong phòng khám bệnh, Trương Nguyên Thanh nhìn bác sĩ trẻ tuổi vẻ mặt ủ rột, cười nói: Anh Thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Trầm mặc một phen, Vương Thiên ánh mắt ảm đạm nói: Nó tiêu tán rồi tôi không thể cảm ứng được nó. Gã đáng thương, Trương Nguyên Thanh an ủi, nó vốn đã chết non, ly biệt là chuyện sớm hay muộn. Vương Thiên cảm xúc hạ thấp, nói, nó là đứa con đầu tiên của chị tôi, cũng là đứa cháu thứ nhất của tôi, vì có thể chiếu cố chị tôi tốt hơn, mẹ tôi đã bỏ việc, ở rất sớm trước đó, đã mua sẵn xe trẻ con, núm vú cao su, quần áo. Cả nhà chúng tôi đều đang chờ nó sinh ra, cả nhà đều đang chuẩn bị nghinh đón thế hệ tiếp theo tiến đến. Sau khi sanh non, Chị của tôi bị đả kích thật lớn, cả ngày lấy nước mắt tẩy mặt, mẹ tôi cũng vụng trộm trốn đi lau nước mắt, bà rất tự trách, cho rằng là mình chưa chiếu cố tốt con gái. Nửa tháng qua, tôi rất sợ hãi ở bệnh viện cảm ứng được nó, cái này sẽ làm tôi nghĩ tới mình vô năng, nhớ tới người nhà đau đớn. Nhưng tôi lại nhịn không được muốn tới gần nó, muốn làm bạn nó, nó còn nhỏ như vậy, nó khẳng định rất cô độc. Trương Nguyên Thanh không an ủi nữa, yên lặng nghe đối phương mở lòng. Tương lai nếu anh biểu hiện tốt Tôi sẽ cho anh trông thấy nó, điều kiện tiên quyết là đáp ứng làm người cung cấp thông tin của tôi." Chờ cảm xúc Vương Thiên Khôi phục, hắn nói: "Hôm nay tìm anh có hai việc, một, điền một cái bảng, một tờ giấy cam đoan, từ nay về sau anh chính là linh cảnh hành giả ghi lại trong hồ sơ, chính phủ sẽ không can thiệp quá nhiều đối với anh, chỉ cần anh không trái pháp luật loạn kỳ cương, không sử dụng năng lực làm ác. Hai, có hứng thú làm người cung cấp thông tin của tôi hay không?" Chuyện thứ nhất không thành vấn đề, về phần chuyện thứ hai Vương Thiên đánh giá hắn, tôi không phải người cung cấp thông tin cho ai cũng làm, hơn nữa, tôi cần hướng về cấp trên báo cáo, được cho phép. Chỉ sát cùng cùng tổ chức chính phủ quan hệ coi như tạm được, hắn không phản cảm làm người cung cấp thông tin cho chính phủ, nếu là cô gái hôm qua ra tay sắc bén tản nhẫn kia, hắn tâm phục khẩu phục. Vị trước mắt này sao, thoạt nhìn so với mình còn nhỏ hơn, Vương Thiên cũng không phục hắn. Cái này không thành vấn đề, Trương Nguyên Thanh gật đầu. ID linh cảnh của cậu là cái gì, tôi phải biết cậu là ai?" Vương Thiên hỏi, mỗi lần báo ID tôi đều sợ bị đánh. Trương Nguyên thanh sắc mặt trang nghiêm nghiêm túc, nói từng chữ một. "Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên đặt rất khí phái, nhưng chưa từng nghe nói." Vương Thái lắc lắc đầu, tùy tay soạn tin nhắn, báo cáo chuyện này cho cấp trên của mình. Chỉ sát cùng cùng chính phủ nước giếng không phạm nước sông, quan hệ coi như tạm được, nhưng dù sao quan dân có khác. Tổ chức cũng không muốn nhìn thấy thành viên nội bộ đi lại quá gần gũi với chính phủ. Bởi vậy, cấp trên là không có khả năng đồng ý. Với lại, cho dù muốn tiếp xúc với thành viên chính phủ, vậy cũng phải là cấp đội trưởng, chắc sự, người trẻ tuổi kia hiển nhiên là một nhân viên cơ sở, nếu là linh cảnh hành giả nổi tiếng, hắn khẳng định sẽ nghe nói. Nhưng Vương Thiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cái tên này không chút ấn tượng, kết nối hành giả chính phủ như vậy, hắn cảm thấy không có ý nghĩa lớn. Kế tiếp, hắn chuyên tâm lao vào công việc chờ tiếp đãi xong vài người bệnh, điện thoại di động vang, cuộc gọi biểu hiện tình điên đại thánh. Vương Thiên nhận cuộc gọi, trong loa truyền đến giọng nam giới trầm thấp nói. Thánh thủ, cậu là nói, người kết nối cậu tên Nguyên Thủy Thiên Tôn. ID của Vương Thiên là thần y thánh thủ. Đúng vậy, tổ trưởng. Vương Thiên nói, tôi chưa đáp ứng cậu ta, mịt mờ từ chối. Đồng thời hắn cảm thấy có chút kỳ quái, loại chuyện này, một tin nhắn báo cho biết là được, tổ trưởng cần gì gọi điện thoại tới đây gần đây tùng hải sẽ không thái bình chúng ta cần chú ý động thái của chính phủ thường xuyên hơn đáp ứng cậu ta tình niên đại thánh nói được rồi tôi sẽ trả lời cậu ta vương thiên trầm giọng đáp ứng cậu thuận tiện cũng chú ý cậu ta một phen tôi là chỉ nguyên thủy thiên tôn a à, vì sao vương thiên ngẩn ra đó chỉ là hành giả chính phủ bình thường nhất tôi từ một con đường bí ẩn biết được đoạn thời gian trước có người mới vượt qua đường hầm xà linh đã phá kỷ lục mà ở vài ngày trước hắn lại đánh chết một gã mê hoặc chi yêu cấp 3. Chẳng lẽ, ID của hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đầu Vương Thiên Hiện lên vẻ mặt khi người trẻ tuổi kia tự báo ID. Nghiêm nghị dâng lên kính trọng, chương 108, Tam Đạo Sơn Nương Nương 2. Trăng tròn treo cao, miếu cổ hoang phế lẳng lặng đứng dưới ánh trăng. Người đẹp mặc váy lụa thời cổ, đứng ngạo nghễ ở nóc chủ điện, chăm chú nhìn trăng tròn trên bầu trời. Người đẹp này có khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mắt như nước mùa thu lông mày như vẽ môi gợi cảm nở nang trong lạnh lùng mang theo nét tươi đẹp khôn kể nơi này không phải đại minh là ai ở sau khi ta ngủ say kéo ta vào mảng giới tử tu di sao này cô nhíu lại đuôi lông mày tinh xảo lẩm bẩm trầm ngâm một lát cô ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía vầng trăng tròn kia hai luồng ánh sáng vàng dữ dội từ trong mắt đẹp bắn ra lao về phía thái âm trên bầu trời ông cả mảng không gian kịch liệt run lên ánh sáng màu vàng đánh vào trên vách ngăn không nhìn thấy được, bắn tung tóe ra ánh vàng chói mắt, chiếu mảng thiên địa này thành màu vàng rực rỡ. Hai chùm ánh sáng vàng duy trì nửa khắc đồng hồ, chậm rãi tắt. Trong hốc mắt Tam Đạo Sơn nương nương chảy ra máu màu đỏ tươi, dọc theo gò má trắng nõn chảy xuống. Không tìm về một nửa dương phách khác, không thể phá vỡ nơi đây. Cô nâng lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên má, hừ lạnh một tiếng, đã không thể trở về, vậy thì ở vùng thiên địa này đại náo một phen hai tay tam đạo sơn nương nương nhanh chóng kết ấn, tay nặn kiếm chỉ, bỗng nhiên chỉ lên trời. Xẹt, một đạo kiếm khí đáng sợ từ ngón tay lao lên, lao vào bên trong bầu trời, mang bầu trời nấu chảy ra cửa động hướng vào trong sụp xuống. Tam đạo sơn nương nương hóa thành hào quang màu vàng lao vào trong bầu trời nứt ra. Kinh thành, tứ hợp viện, dưới tàng cây hòe, tôn trưởng lão thích ý nằm ở trên xích đu, trong radio trên bàn trà bay ra tiếng kinh kịch. Đột nhiên, mì tâm lão hiện lên mặt trời chói trang màu vàng, mặt trời chói trang kịch liệt rung động, phát ra khí tức nóng rực, một áp lực minh mông từ trong dấu ấn mặt trời chó trang truyền ra. Cái này, tôn trưởng lão đứng bật dậy, sắc mặt chăm chú, lúc này, một thanh âm mờ mịt uy nghiêm quanh quẩn ở đáy lòng tôn trưởng lão. Linh cảnh thần giả dù có biến, thông báo môn đồ các nơi, nhiệm vụ sắp tới có lẽ sẽ xảy ra khác thường, một khi phát hiện, lập tức báo lên. Vâng, môn chủ. Mục khâu là thần dạ du cấp 2 của Thái Nhất Môn, làm nghề nghiệp chiến lược đỉnh cấp, ở dưới tình huống không cân nhắc đạo cụ, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể đánh đồng với cấp 3 của nghề nghiệp khác. Bởi vậy, hắn là nhân vật cấp đội trưởng khu lưu xa của hàng thành. Đội trưởng, ngũ hành minh phân bộ hàng thành bên kia phát đến biêu kiện, mời ngài kiểm tra và nhận một phen. Trợ lý đưa đến máy tính bảng, mục khâu nhìn lướt qua màn hình máy tính, thản nhiên nói, trả lời bọn họ, tìm thần dạ du khu khác. Nội dung biêu kiện là mời hắn đi qua hỏi Linh, gần đây, các phân bộ lớn của ngũ hành minh đang điên cuồng bắt bớ, phỏng vấn linh cảnh hành giả hoang dại, sàng chọn ra kẻ xa ngã có thể tồn tại. Đối với phần tử phản kháng ngoan cố, áp dụng sách lược đánh gục ngay tại chỗ. Các linh cảnh hành giả hoang dã bị đánh gục kia, trong 10 người có 9 kẻ là loại đáng chết, linh cảnh hành giả hoang dã tuân thủ kỳ cương pháp luật không thẹn với lương tâm, cũng không kháng cự tiếp xúc với tổ chức chính phủ. Bọn họ không gia nhập chính phủ, chỉ là bởi vì không muốn bị gò bó. Chỉ có những kẻ tiền án tiền sự, mới sợ bị mời đi uống trà. Mục khâu từ chối hỏi Linh, trái lại không phải kiêng kỵ di chứng phệ Linh, hắn là người có tiết tháo, ở vị trí nào nghĩ cho vị trí đó, đã ăn bát cơm này, nên gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nhưng mấy ngày nay không được, bởi vì phó bản Linh cảnh một người của hắn sắp mở ra, ngay tại sắp tới. Vượt qua Linh cảnh một người lần này, hắn liền có thể tấn thăng cấp 3, trên thân hàng ngũ đỉnh phong cảnh giới siêu phàm. Mấy ngày nay, hắn xin lượng lớn Linh cảnh một người hai lên ba, tuy Linh cảnh là biến hóa theo thời gian thật nhưng cũng tồn tại chu kỳ nhất định, mà tốc độ quy nạp phương án chiến lược của Thái Nhất Môn còn nhanh hơn linh cảnh biến hóa. Cho nên tác dụng của phương án chiến lược rất lớn, có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ vượt ải. Đúng lúc này, Mục Khâu nghe thấy được tiếng nhắc nhở linh cảnh quen thuộc. Đinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 3 phút sau tiến vào linh cảnh, linh cảnh ngài lần này tiến vào là thần giả dạ du trấn minh hồ, đánh số 0128. Cấp bậc độ khó S, loại hình, một người, loại tử vong, Nhiệm vụ chủ tuyến, điều tra nguyên nhân tử vong ly kỳ của người dân trong trấn. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 0128, không biết từ khi nào bắt đầu, cư dân trên trấn liên tiếp tử vong, không có ai biết nguyên nhân. Có người nói, là vì ngư dân từ trong hồ vớt lên một cái quan tài, có người nói, là trên cây hòe đầu trấn treo cái đầu mèo, có người nói, là phía sau núi xuất hiện con rắn quái dị mọc khuôn mặt cô gái, có người nói, là quả phụ đầu thôn ly kỳ mang thai. Chương 109: Biến cố cùng bệnh cũ 1